nghiêu hữu đạo không quan tâm những điều này sau khi triệu hùng ca ra hiệu cả hai đi ra ngoài sau khi cách xa mọi người một chút triệu hùng ca chợt than thở đại thế đã định việc chấn hưng thượng thanh tông ta ở trong tầm tay người có bằng lòng quay về thượng thanh tông tiếp nhận vị trí trưởng môn không y đang thử thăm dò thái độ của nghiêu hữu đạo y biết rõ đừng thấy tu vi của nghiêu hữu đạo trước mắt còn chưa đột phá đến nguyên anh kỳ nhưng nghiêu hữu đạo ảnh hưởng tới đám người phía sau kia điều này cũng thật kỳ lạ một tu sĩ còn chưa đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, uy tín lại chấn áp được một đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Đương nhiên, y biết đây đều là do Nghiêu Hữu Đạo nhiều năm tích lũy. Hơn nữa y biết trên tay Nghiêu Hữu Đạo vẫn có một viên vô lượng quả, đột phá đến Nguyên Anh Kỳ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. chương 2315, muốn chết, ta chết ở trước mặt ngươi hai. Nói cách khác, cá nhân Nghiêu Hữu Đạo đã quyết định số phận của thiên hạ, chỉ cần hắn trở lại Thượng Thanh Tông, vậy Thượng Thanh Tông sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành đại phái đứng đầu thiên hạ trong thế giới này cũng không hề nghi ngờ. Nếu như Nghiêu Hữu Đạo không muốn quay về Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông có thể trở thành đại phái đứng đầu thiên hạ hay không, sợ rằng cũng không thể bảo đảm được. Dù sao trong thế lực khác vẫn tồn tại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hơn nữa, hôm nay Nghiêu Hữu Đạo là đệ tử của Tử Kim Độc, điều này làm U có chút lo lắng, cho nên Y hy vọng Nghiêu Hữu Đạo quay về Thượng Thanh Tông. Người này luôn như vậy, đại thế vừa được xác định đã không nhịn được suy nghĩ về phương diện lợi ích, có lẽ không phải là vì lợi ích của cá nhân. Nghiêu hữu đạo mỉm cười nhưng không nhận, Triệu Hùng ca lập tức bảo đảm, người yên tâm, ta sẽ đi nói chuyện với Thượng Thanh Tông bên kia. Về tình về lý, người vốn phải là trưởng môn của Thượng Thanh Tông, chỉ là cầm lại thứ thuộc về bản thân ngươi mà thôi. Ta bảo đảm trên dưới Thượng Thanh Tông không có bất kỳ ý kiến gì. Như hữu đạo mỉm cười nói, chờ sau này hãy nói, bây giờ ta không có thời gian để cân nhắc tới điều này. Triệu Hùng ca có chút sốt ruột, sợ hãi nghiêu hữu đạo quay về từ kim động nên còn muốn nói thêm lại bị hắn giơ tay lên ra hiệu ngừng lại triệu hùng ca thấy hắn thật sự không muốn nhiều lời nên tạm thời không ép quá sợ ép ra một cuộc diện khó có thể cứu vãn nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng lại tuy nhiên hắn nhìn quanh suy nghĩ một chút tới tình cảnh kinh tâm động phách trước đó trước đó nếu thật sự nghe theo ngươi rút lui chỉ sợ không biết phải kéo bao lâu có khả năng giải quyết được ô thường nghiêu hữu đạo tinh thần lệnh ở trên tay ta Triệu Hùng ca ngạc nhiên không biết mình hỏi một đằng, hắn trả lời một nẻo là có ý gì tinh thần lệnh. Nghiêu Hữu đạo lại nhắc nhở một câu, ô thường xem qua ma điển, chỉ cần ta khởi động các mặt trận của ngũ vực tinh thần đại trận, người thấy ô thường có thể ngồi xem ta chặt đứt lối đi năm vực, chặn lại linh khí trong thiên địa được sao. Sau khi hắn ta phát hiện ra, nhất định sẽ chạy tới vực thứ năm ngăn cản. Triệu Hùng ca thoáng ngẩn người ra và bất chợt hiểu được, người muốn dụ ô thường vào vực thứ năm, phòng ấn hắn ta ở vực thứ năm à, Nghiêu hữu đạo gật đầu, triệu hùng ca trừng mắt với hắn và chờ trầm giọng nói, đã có thượng sách này, vì sao ngươi còn để cho mọi người mạo hiểm như vậy? Ánh mắt nghiêu hữu đạo nhìn về phía xa, nguyên nhân tất nhiên là có, chỉ là bây giờ hắn không muốn giải thích, chờ thời cơ chín mùi, đối phương tất nhiên sẽ hiểu rõ. Trong miệng hắn tùy tiện nói một câu cho có lệ, thêm một tay dù sao cũng tốt hơn ít một tay. Hắn nói xoay người quay về bên cạnh thương triều tông, vương gia, đại thế đã định, cũng nên kết thúc thôi. Ngài hãy truyền lệnh triệu tập đại quân, đánh một trận với quân tấn, đánh tan quân tấn để cho người trong thiên hạ chứng kiến thực lực của vương gia, giết chết một số người gây rối để trấn áp những kẻ ngờ vực vô căn cứ, còn hơn cả ngàn lời vạn lời giải thích, có thể cứu lại được càng nhiều tính mạng. Lòng tin của thương triều tông tăng cao, gật đầu đáp ứng, được, ta sẽ làm theo phân phó của đạo gia. Phía xa, thám tử hộ tống ô thường chạy trốn nhìn thấy tình hình sau khi nha tương thu dọn liền lặng lẽ rời đi một nhà kho chiếm diện tích không nhỏ trong bãi cỏ lau bên bờ sông nam thiên vô phương vẫn đang ở đây dưỡng thương y đứng ở trên sân phơi nơi từng bị đánh lúc trước một bóng người từ trên cao hạ xuống bên ngoài nhà kho trần bá và vu chiếu hành chịu trách nhiệm trông coi lập tức lộ mặt cảnh giác thấy người đến là quản phương nghi nhìn thấy một cánh tay của nàng không còn trần bá vô cùng kinh ngạc hồng nương cánh tay của nàng làm sao vậy quản phương nghi lạnh lùng nhìn ông cười lạnh trần bá có thể lĩnh hội được sự diếu cợt của đối phương thì lập tức có chút xấu hổ quản phương nghi gọi chủ tử của các ngươi ra đây hai người nhìn nhau và có chút do dự trước đó nàng đã đánh nam thiên vô phương bị thương thêm một lần nữa còn không phải đánh chết người sao quản phương nghi lướt qua giữa hai người và đi vào bên trong nhà kho ánh mắt nhìn xung quanh và thấy có bóng người kéo dài trên mặt đất ở phía sau nhà kho nàng bước nhanh tới cửa lại do dự dừng bước hình như có chút lo lắng không yên nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi và bước ra nam thiên vô phương quay đầu nhìn thấy quản phương nghi thì ngẩn người ra xoay người ngắm nhìn gương mặt của nàng lần trước y còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của nàng lần này nhìn thấy quả nhiên là năm tháng không buông thang người nàng đã không còn phong thái tài hoa của nữa đó năm trần bá và vu chiếu hành cũng xuất hiện ở cửa bộ dạng lo lắng không thôi nam thiên vô phương nhìn lướt qua và nói với hai người lui ra vu chiếu hành lo lắng nói tả sứ nam thiên vô phương quát lui ra hai người nhìn nhau do dự nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi lui xuống quản phương nghi nhìn y một lúc rồi mới chậm rãi tiến lên một trận gió thổi tới nam thiên vô phương thấy một ống tay áo của nàng phất phơ mới phát hiện ra điểm không bình thường vô cùng kinh ngạc phương nghi cánh tay của nàng vút quản phương nghi vung tay tát tới lạnh lùng nói ai cần ngươi lo ta ngươi dựa vào cái gì mà quản ta cơ thể nam thiên vô phương còn yếu nên bị đánh cho lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã xuống. Y đứng vững vàng tiếp tục nhìn nàng, trên gương mặt đầy cay đắng. Quản phương nghi nhíu mày, thế nào, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng không định giải thích hà. Đã sắp chết đến nơi rồi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội nói chuyện. Nam thiên vô phương mỉm cười, sai đều tại ta, ta chết không có gì đáng tiếc, nàng có thể bình an là được rồi. Quản phương nghi chớp chớp mắt và không nhịn được mà rơi lệ. Nam thiên vô phương muốn tiến lên lại sợ chọc giận nàng, nàng đừng khóc. Cánh tay của nàng là do ai làm?" Quản Phương Nghi đột nhiên nghẹn ngào lắc đầu nói, "Ta già lại tàn phế. Khi ta khó coi nhất thì ngươi mới xuất hiện, như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Vì sao ngươi không tránh ta cả đời đi?" Nam Thiên Vô Phương hiểu rõ nàng đã biết, vội nói, "Không già. Nàng càng xinh đẹp hơn trước đây nữa. Trước đây nàng có phần ngây ngô, trải qua tang thương mới càng đẹp hơn. Ở trong mắt ta, không quan tâm nàng biến thành thế nào, nàng đều là nữ nhân hoàn mỹ nhất trên đời này." ta thề với trời, lời ấy tuyệt đối là thật lòng, nếu ta có nửa lời nói dối, ắt sẽ bị trời phạt. Quản phương nghi cười ha ha, ngươi cho ta còn là con nhóc năm đó, còn có thể dễ tin vào những lời đầu môi chót lưỡi của nam nhân sao? Có dạng đàn ông nào mà ta chưa từng gặp qua, không cần phải vận dụng tâm kế nát như vậy, ta không giết ngươi, ngươi cút đi, đi làm tả sứ ma giáo của ngươi đi. Từ nay về sau, ân oán giữa hai chúng ta không còn nữa. Nam thiên vô phương, nàng đã biết chân tướng, biết ta vi phạm giáo quy từ lâu trước kia là vì lo nghĩ cho ma giáo bây giờ ma giáo đã rời khỏi yêu ma lĩnh ta còn có mặt mũi nào đi làm tả sứ của ma giáo nữa trước khi ta tới đây đã giao ra quyền lớn của ma giáo và rời khỏi ma giáo rồi quản phương nghi đó là chuyện của ngươi không có liên quan gì đến ta nàng nói dứt lời liền xoay người rời đi nam thiên vô phương hô to nàng hãy cho ta một cơ hội chuộc tội ta sẵn lòng ở bên cạnh nàng làm trâu làm ngựa để bù đắp lại Quản Phương Nghi quay lưng về phía y và dừng lại, "Ta bị Ô Thường đả thương, phía bên chúng ta tử thương rất nhiều. Bây giờ Ô Thường được thế đang đuổi giết ta, hành tung của ta đã bị lộ nên có lòng tốt không muốn liên lụy tới ngươi." Nam Thiên Vô Phương vô cùng kinh ngạc, cũng dứt khoát nói, "Ô Thường tới, ta chặn hậu. Nếu phải chết, ta chết ở trước mặt nàng." Quản Phương Nghi nín khóc và mỉm cười, khóc rồi lại cười, cuối cùng cũng không biết là khóc hay là cười nữa. Chương 2316, người trong gương rút lui, rút lui toàn bộ sao bên trong hoàng liều của quân tấn thái thúc hùng và thái thúc phi hoa đồng thời đứng phát dậy trên gương mặt đầy kinh ngạc. Đao lược báo đúng vậy, trưởng lão hắc thạch đột nhiên dẫn người bỏ chạy, không nói tiếng nào cũng không đánh đã bỏ chạy rồi. Lão nô tự mình đi xem, tất cả đám người bên phía thánh tôn đều bỏ chạy cũng không còn một người nào, tất cả đột nhiên đi hết. Thái thúc hùng và thái thúc phi hoa ngơ ngác nhìn nhau, không biết có tình huống gì xảy ra. Sau đó hai người nhanh chóng chạy ra tự mình kiểm tra. Không sai, đám người hắc thạch thật sự đều đi hết. Cả đám người ô thường đều không thấy đâu cả. Nói cách khác, bọn họ tự do nhưng có cảm giác chẳng biết tại sao, làm cho lòng người đột nhiên thấy bất an. Sơn Trang Mao Lư, Sơn Trang Mao Lư ở quận Thanh Sơn mới thật sự là địa chỉ ban đầu của Sơn Trang Mao Lư. Ngoại trừ nơi này ra, điểm dừng chân của đám người Sơn Trang Mao Lư ở bên ngoài đều được người bên trong gọi là biệt viện Mao Lư, chỉ có người ngoài mới có thể gọi là Sơn Trang Mao Lư bọn họ sẽ không chú ý tới sự khác nhau giữa Sơn Trang và Biệt Việt, không phải là một cách xưng hô thôi sao. Ở trước ngôi mộ bên ngoài Sơn Trang, Nhiêu Hữu Đạo chống kiếm đứng yên ở bên cạnh một cái cây to lớn, tán cây rộng xòe ra che nắng cho ngôi mộ. Bên trong bên ngoài Sơn Trang có vẻ hơi vắng vẻ, không có người nào, rất nhiều người còn chưa trở lại. Ví dụ như Quản Phương Nghi đi xử lý việc riêng của mình, Thương Thục Thanh dẫn đầu đại quân nha tương trợ giúp Thương Triều Tông chiến đấu. Triệu Hùng Ca cũng bị Nhiêu Hữu Đạo phái đi theo quân, chủ yếu là phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đám người thương Triều Tông. Lúc này, hắn không hy vọng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cũng dặn dò Triệu Hùng ca chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ, không nên nhúng tay vào cuộc chiến, sau này cũng không cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào lại nhúng tay vào. Đương nhiên, mặc dù nơi này vắng vẻ, nhưng bây giờ tất cả tu sĩ có thực lực mạnh nhất thiên hạ, trên cơ bản đều ở bên trong sơn trang Mao Lư này, nói là bị nghiêu hữu đạo giam ở bên trong sơn trang cũng được vân cơ thoải mái đi tới nhìn chằm chằm vào ngôi mộ và thở dài người đang thấy đáng tiếc là nàng không thể sống cho tới bây giờ để nhìn thấy ngươi công thành danh toại sao nghiêu hữu đạo công thành thì có thể có danh toại thì miễn hắn xoay người hỏi nàng sao hồng nương còn chưa trở lại vậy vân cơ không phải ngươi bảo nàng đi tới ma giáo đưa phùng quan nhi đến sao nghiêu hữu đạo đã bao nhiêu ngày rồi dẫn một phùng quan nhi về còn cần phải lâu như vậy sao vân cơ cười nói nàng gửi thư tới bảo là muốn đi cùng nam thiên vô phương xử lý chút chuyện của ma giáo bên kia lúc trước nam thiên vô phương rời khỏi ma giáo quá mức vội vàng nàng đi cùng nam thiên vô phương đi giao hết chuyện cho xong nghiêu hữu đạo bất đắc dĩ vẻ mặt kỳ lạ vân cơ người có phản ứng gì vậy nghiêu hữu đạo xúc động than thở đây là bị nam nhân khác lừa gạt chạy mất mà vân cơ buồn cười đây không phải là lời ngươi nói sao không nương lại được tình yêu chân thành hơn nữa vốn là do ngươi tác hợp Bây giờ hai người này còn không thật tình trạng ý thiết một lúc thôi sao Ngươi đừng nóng vội, nàng sẽ trở về gặp ngươi Như hiểu đạo cười lắc đầu, ánh mắt nhìn quanh Ta rời đi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trở về Vân cơ theo nhìn quanh, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm sung sướng Không giống năm đó phải thận trọng lẩn trốn Lúc nào cũng lo lắng gặp nguy hiểm Bây giờ thật sự là thoải mái, có thể tự do tự tại được rồi Nơi đây tuy nhỏ nhưng lại là thiên hạ độc tôn Thật sự ứng với câu nói bên trong sơn trang kia núi không phải cao thì tiên lại linh nước không phải đầy thì rồng lại linh bây giờ cũng không cần sợ hãi gì nữa vẻ mặt phân cơ thoải mái lại xúc động nói trở về thật tốt dứt lời ánh mắt hai người gần như đồng thời nhìn về phía cửa sơn trang chỉ thấy viên cương đi nhanh tới y đi tới trước mặt hai người hai người quan sát y từ trên xuống dưới phát hiện màu da lại có màu vàng như hữu đạo hỏi khỏe rồi sao viên cương gật đầu khỏe rồi quả nhiên có thể nghe được tiếng nói chuyện còn có đôi mắt kia rất có tinh khí thần vân cơ trà trà lên tiếng hầu tử ngươi thật đúng là ta cũng không biết phải hình dung như thế nào nữa nghiêu hữu đạo hãy đi theo ta ra ngoài đi một chuyến đi viên cương gật đầu vân cơ tò mò đi đâu vậy nghiêu hữu đạo tạm thời không muốn nói chợt nghe bên trong sơn trang truyền đến một tiếng chuông người quen vừa nghe đã biết đến giờ cơm hòa thượng bên trong sơn trang sẽ gõ chuông rất nhanh lại thấy có một người chạy ra khỏi cửa sơn trang viên phương mặc tăng bào với dáng vẻ đạo mạo hết nhìn đông tới nhìn tây, khi nhìn thấy mọi người ở này, lúc này mới vui vẻ đi đến, cúi đầu khom lưng nói, đạo ra, dùng cơm thôi. Nghiêu Hữu đạo mỉm cười, bên trong sơn trang gõ chuông, hiện tại xem ra thật sự có chút kỳ quái. Viên phương, ta chuẩn bị xây dựng cho các ngươi một ngôi miếu lớn nhất thiên hạ, trong thiên hạ tùy ngươi chọn chỗ. Sau khi ngươi chọn xong thì nói cho ta biết, hắn nói dứt lời liền dẫn hai người bên cạnh nhanh chóng rời đi. Viên phương chố mắt nhìn, sau đó xoay người, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng rời đi, đột nhiên hai tay y che mặt khóc giống lên. Tâm nguyện bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng sắp hoàn thành rồi. Nhưng chẳng bao lâu, y lại nâng tay áo lên lau nước mắt, chắp tay trước ngực và ngước đầu nhìn lên trời, lặng lẽ thầm cầu nguyện một lúc mới nhất tăng bào chạy nhanh, vui vẻ đuổi theo mấy người nghiêu hữu đạo, không ngừng nói bữa này ăn cái gì. Cồn cắt nhấp nhô, uốn lượn, chợt nghe có một tiếng nổ lớn vang lên. Một con bò cạp rất lớn chui ra khỏi mặt đất như hữu đạo và viên cương đứng ở phía sau bò cạp nhìn xung quanh lại nhìn lên không trung sau khi xác nhận đã đi tới vực thứ năm viên cương hét to ôi ôi một trận bò cạp lập tức điều chỉnh phương hướng chạy như điên vào trong sa mạc kim tự tháp cũng không xa lạ gì với hai người cũng xuất hiện ở trong tầm mắt bò cạp một đường chạy như điên đến dưới chân kim tự tháp rồi dừng lại như hữu đạo ngẩng đầu ngước nhìn đỉnh của kim tự tháp viên cương biết hắn muốn tới đây nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa tới đây nhìn cái gì vậy Nghiêu hiểu đạo, ta xem qua bản chép tay của Ly Ca cũng chính là ma Điển. Ta luôn cảm thấy phía sau những tin tức Ly Ca để lại vẫn còn giấu thứ gì đó. Viên cương, cảm giác à. Nghiêu hiểu đạo gật đầu, những người khác nhìn thấy ma điển sẽ không làm khác với điều y muốn, nhưng ta chính là người trong kính trong ma điển. Chúng ta tới vì chiếc gương trong ngôi mộ cổ. Người khác sẽ cho rằng người trong kính đương nhiên là do Ly Ca làm, nhất định là Ly Ca sắp xếp, nhưng ta lại biết rất rõ ràng, không có gì là đương nhiên cả không quan tâm người trong kính nào tới sợ rằng đều phải hỏi một câu dựa vào cái gì mà ta phải làm theo lời ly ca ngươi nói hắn quay đầu nhìn về phía viên cương hết lần này tới lần khác trong ma điển vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ manh mối nào uy hiếp nào và trừng phạt người trong kính vậy ai sẽ bằng lòng mạo hiểm chỉ vì một lời nói nàng để lại không chỉ phải mạo hiểm người trong kính đi tới thế giới này còn phải nghe theo lời của nàng để chặt đứt lối đi của nam giới tự nhốt mình trong một vực đổi lại thành ngươi Người sẽ nghĩ thế nào? Viên cương dường như suy nghĩ tới điều gì, đúng là có chút kỳ lạ. Nghiêu hiểu đạo, đây là chỗ thông minh của Lyca, có vài thứ không cần phải nói ra, vừa có thể giữ bí mật, người nên biết cũng tự nhiên sẽ hiểu. Người khác nhìn không rõ ẩn ý phía sau bản chép tay này, nhưng người trong kính nhìn thấy nhất định sẽ có nghi ngờ này. Viên cương ngẩng đầu nhìn về phía kim tự tháp, đạo ra người nghi ngờ căn dặn của Lyca vẫn ở trong này sao? mười 2317, trời đất biến hóa kịch liệt một nghiêu hữu đạo cũng nhìn lại nơi này là mắt trận của ngũ vực tinh thần đại trận là chỗ trung tâm để khởi động ngũ vực tinh thần đại trận cũng là bước đầu tiên mấu chốt để chặt đứt lối đi của nam giới nếu không cho ra căn dặn ở đây người trong kính dựa vào cái gì để tiếp tục dựa vào cái gì tự nhốt mình trong một vực nếu có căn dặn thì nhất định phải ở chỗ này viên cương nghi ngờ vậy chúng ta làm sao tìm được lời căn dặn đấy nghiêu hữu đạo lật tìm trong tay áo và lấy ra một cái lệnh bài đó chính là tinh thần lệnh sau đó Nghiêu Hữu đạo lắc người rời đi, nhẹ nhàng lao về phía đỉnh kim tự tháp. Viên Cương cũng phóng người nhảy lên, rơi vào lưng chừng tháp, sau đó nhanh chóng về leo về phía trước, một đường chạy vội. Nghiêu Hữu đạo vừa tới đỉnh tháp một lúc thì Viên Cương cũng đã đến. Nghiêu Hữu đạo nhìn chằm chằm vào đỉnh tháp một lúc sau đó thi pháp vung tay áo, quét rớt cát bụi trên đài cao, lộ ra chỗ vết lõm. Nghiêu Hữu đạo giờ tinh thần lệnh và đặt ở phía trên vết lõm so sánh một chút, kích thước vừa vặn thích hợp, đường vân lồi lõm trên lệnh bài hình như cũng có thể ăn khớp với bên trong vết lõm, nhưng hắn chậm chạp không đưa tinh thần lệnh vào. Viên cương nhìn ra được hắn có chút do so dự, hình như đang suy ngẫm điều gì. Khi im lặng không quấy dày, tin tưởng đạo gia sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Cuối cùng, Như hữu đạo hít sâu một hơi, lệnh bài trên tay vút một tiếng đã cắm vào bên trong vết lõm. Hắn chậm rãi buông tay, thỉnh thoảng quan sát vị trí lệnh bài cắm vào có thay đổi không, thỉnh thoảng lại quan sát xung quanh xem có biến hóa gì không. Viên cương cũng có phản ứng tương tự, hai người đều đang cẩn thận quan sát xung quanh. Đột nhiên, viên cương chợt quay đầu nhìn chăm chú về phía lệnh bài, trầm giọng nói, đạo ra, hình như có gì đó khác thường. Các giác quan của y rất nhạy bén nên đã nhận ra được điều gì đó. Nhiều hữu đạo giơ tay lên ngăn cản, không cần y nói, bản thân hắn cũng đã phát hiện ra, cảm giác được bên trong kim tự tháp mơ hồ có nguyên khí trong trời đất đang gột rửa phía trên tinh thần lệnh. Dần dần, theo nguyên khí gột rửa bọn họ cảm nhận được càng lúc càng rõ ràng xung quanh hình như có gió nổi lên mây cuồn cuộn tới gió mạnh thổi làm trang phục của hai người tung bay phần phật hai người nhìn về phía trên không trung chỉ thấy mây mù lại xuất hiện mây mù sám trắng càng lúc càng dày đặc dần dần biến thành mây đen cuồn cuộn bên trong mơ hồ vang lên từng tiếng nổ mạnh trời tối sầm xuống tiếng ầm ầm trong mây đen lại dần dần biến thành tiếng sấm cuồn cuộn bên trong không ngừng có ánh chớp thoáng hiện đột nhiên sáng lên một tia sét lướt ngang qua không trung đánh mạnh về phía vị trí đỉnh tháp lại tới à nghiêu hữu đạo bị dọa cho giật mình hắn đã hưởng qua cảm giác kia cũng không dễ chịu gì lúc này hắn cùng viên cương đều lao đi vội vàng nhảy xuống tránh khỏi đỉnh tháp ầm um, hai người còn chưa rơi xuống đất đã quay đầu nhìn chỉ thấy tia sét đánh kia đang bổ vào đỉnh tháp may là không đuổi theo người để bổ xuống hai người thở phào nhẹ nhõm viên cương rơi xuống tới lưng trừng tháp liền trốn vào đó ngẩng đầu nhìn Nghiêu hữu đạo lại trốn khá xa, rơi vào cát mới ngẩng đầu nhìn. Mà con bò cạp chỉ đường cho bọn họ tới đây đã khiếp sợ đến mức hoảng hốt trốn vào trong cát. Sau một tia sát, chỉ thấy vang lên từng tiếng xoẹt xoẹt tia sét liên tiếp đánh xuống không ngừng về phía đỉnh tháp, từng lôi điện hình như muốn rót vào bên trong tháp. Cuối cùng, thân tháp kim tự tháp hình như thức tỉnh, bắt đầu ong ong run rẩy. Theo tia sét không ngừng đánh xuống càng lúc càng nhiều, kim tự tháp bắt đầu rung lên càng mạnh hơn, cuối cùng lại bắt đầu hiện lên tiếng ầm ầm muốn lún xuống mặt đất chấn động rung chuyển, sa mạc đang chấn động gây ra tiếng động kinh người. Viên cương đứng ở lưng chừng tháp nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng thả người nhảy xuống, lăn trên mặt cát, sau đó chạy như bay đến bên cạnh như hữu đạo. Hai người cùng nhìn kim tự tháp này dần dần chìm xuống trong tiếng nổ lớn. Theo Ngưu Hữu Đạo, cảnh tượng như vậy đã xác nhận ghi chép về tinh thần lệnh trên bản chép tay của Lyca, nhưng kết quả trước mắt rốt cuộc sẽ thế nào thì hắn không biết. Giống như cái sàng di động trong sa mạc, hai người cũng dần dần lún xuống, ngưu hữu đạo thi pháp nhẹ nhàng bay phía trên viên cương lại phải không ngừng nhấc chân di chuyển mới có khả năng bảo đảm không bị chìm xuống cả kim tự tháp dần dần chìm vào trong lòng đất khi vị trí chìm xuống chỉ còn có đỉnh tháp đột nhiên bắn ra một ánh sáng ôn hòa trong chớp mắt ầm một tiếng vang dội rồi bất động mặt đất yên tĩnh chấn động ngừng lại xét trên bầu trời đánh xuống bị ánh sáng ôn hòa kia chiếu tới hình như cũng thu lại sấm rền chỉ cuồn cuộn ở trong đám mây trên không trung không dừng Ánh sáng ôn hòa bắt đầu hiện lên hình quạt, một thứ gì đó chậm rãi từ đỉnh tháp bay lên, đó chính là tinh thần lệnh. Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương kinh ngạc không hiểu, nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tinh thần lệnh. Tinh thần lệnh bay lên tới vị trí cao một trượng thì đột nhiên có ánh sáng lóe lên, huyễn hóa ra một bóng người. Đó là hình sáng nửa người của một người đang nhắm mắt yên tĩnh, vật trang sức đơn giản nhưng gương mặt khuynh thành. Viên Cương trợn tròn mắt nhìn và kinh ngạc một tiếng, "Quận chúa." Ngưu Hữu Đạo cũng giật mình, lý trí nói cho hắn biết đó không thể là thương thục thanh được. Chợt ảo ảnh gương mặt nữ tử rất giống với thương thục thanh đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt sáng loài lại lộ ra vẻ thâm thúy động lòng người. Khí chất giống như ngồi trên mây cũng khiến cho viên cương tỉnh ngộ. Bọn họ chỉ là có vẻ mặt rất giống nhau chứ không phải là thương thục thanh. Ảo ảnh nữ tử kia nhìn chằm chằm về phía hai người và lên tiếng, hai người à. Ai là người trong kính? Giọng nói có chút khác biệt và vang vọng, giọng nói này hình như đến từ sa mạc lại dường như đến từ trong trời đất. Nghiêu hữu đạo trả lời, là ta, nữ tử nói, có gì để chứng minh, nghiêu hữu đạo hơi suy nghĩ, một ngôi mộ cổ, một mặt gương đồng cổ. Pháp nhãn của hắn chú ý, mơ hồ có thể nhìn thấy tinh thần lệnh chậm rãi xoay tròn ở vị trí ngực của nàng, hình như tất cả ảo giác chính là tới từ tinh thần lệnh. Nữ tử khẽ gật đầu, ta không có cách nào tiếp tục giữ hình thái này quá lâu được. Người tới gặp ta, có phải có nghi ngờ muốn ta giải đáp đúng không? Đương nhiên là có, Nghiêu Hữu Đạo lập tức hỏi ra nghi ngờ đầu tiên trong lòng mình. Người này làm sao có thể giống hết với Thương Thục Thanh, nàng là Ly Ca sao? Nữ tử, là ta nhưng cũng không phải là ta. Đây là một ý thức do ta phân ra, phong ấn ở trong tinh thần lệnh để giải đáp nghi ngờ cho người trong kính. Trong lòng Nghiêu Hữu Đạo kinh hãi, không biết Ly Ca này rốt cuộc có tu vi đạt đến mức nào mà một ý thức lại có thể giữ được đến nay, còn có thể có đầy đủ năng lực tự suy nghĩ và đối đáp. Trong lúc giật mình, hắn tiếp tục hỏi đây là hình dạng vốn có của ngươi sao nữ tử chẳng lẽ ta còn cần giả mạo hình dạng của người khác sao hình thái này của ta chỉ có thể tồn tại trong một khắc vấn đề hình dạng rất quan trọng sao ngụ ý là ngươi không phải còn có vấn đề quan trọng hơn để hỏi ta sao suy nghĩ của nghiêu hữu đạo có chút hỗn loạn vì gương mặt của nàng hắn cố gắng bình tĩnh lại và hỏi nàng không có vấn đề gì muốn hỏi ta sao nàng không muốn biết thế giới này biến hóa thế nào hà nữ tử nếu cố gắng hết sức thì có thể nhưng lúc này đã không quan trọng nữa. Nếu ngươi có thể tới gặp ta đã đủ để chứng minh, bản tôn của ta ngã xuống, không có cách nào trở về nữa. Một tia ý thức của ta biết nhiều biết ít khó biết đủ, lại không cần biết nữa. Như hiểu đạo kinh ngạc, dựa vào tu vi của nàng còn có thể ngã xuống sao. chương 2318, trời đất biến hóa kịch liệt 2. Nữ tử, nói ra thì rất dài dòng, vào giờ phút này sợ là không đủ để nói hết nếu người bằng lòng truy tìm chân tướng thì sau khi chặt đứt lối đi của năm giới ngũ vực tinh thần đại trận sụp đổ thu lực còn sót lại và tập trung ở đây sẽ ở chỗ này phá hư không mở ra một lối đi thông tới một giới khác ta đã bày ra một cổ mộ đại trận ở các nơi trên bầu trời sao chờ đợi người có duyên đại trận nào gây ra sẽ liên kết cùng giới này nếu người muốn quay về lực còn sót lại của ngũ vực tinh thần đại trận ở đây sẽ mở lối đi cho ngươi quay về nghiêu hữu đạo và viên cương ngơ ngác nhìn nhau có cảm giác như đang nằm mơ trở lại còn có thể trở lại sao nhớ kỹ lực còn sót lại của ngũ vực tinh thần đại trận cũng không có cách nào tiếp tục quá lâu thời gian lối đi mở ra sẽ không có cách nào vượt quá một khắc bỏ lỡ là bỏ lỡ nếu ngươi có thể phá giải chiếu tâm kính thì tất nhiên cũng có thể phá giải gương đồng trong mộ cổ tìm được gương đồng nó sẽ cho ngươi đáp án trời sao mênh mông vô biên vô hạn tâm bất an lại hướng về gương đồng sẽ cho ngươi lựa chọn còn lựa chọn thế nào thì ta không miễn cưỡng tất cả đều do bản thân ngươi Lời đã nói hết, chiếu tâm kính, người trong kính, tự mình cẩn trọng. Thấy nàng muốn đi, như Hiếu đạo vội nói, chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Nhưng nữ tử mỉm cười, ảo giác đột nhiên thu trở về trong tinh thần lệnh, tinh thần lệnh xoay tròn xung quanh rồi rơi vào vết lõm trên đài đá. Ầm, um, không trung lại có tiếng sét nổi lên và đánh trúng tinh thần lệnh bên trong vết lõm, hơn nữa không chỉ có một mà từng đợt sét đánh gấp gáp đánh xuống. Mặt đất lại chấn động, vị trí kim tự tháp còn lộ ra lại lún xuống khiến Nghiêu Hữu Đạo giơ tay gọi lại cũng không kịp nữa. Hắn còn có vấn đề muốn hỏi mà, đột nhiên, chỉ thấy trên tảng đá lún xuống đột nhiên xuất hiện một cái động. Tinh thần lệnh hình như rơi xuống, vừa vặn giống như bị cắn nuốt. Ầm, um, có thể cảm nhận được kim tự tháp đột nhiên lún xuống, dưới đất dường như xuất hiện biến cố cực lớn, khắp sa mạc bốc lên như rời sông lấp biển vậy, khí trong thiên địa trở nên hỗn loạn. Xung quanh thậm chí không ngừng có bò cạp rất lớn bị biển cát cuốn lên phải lao ra, khủng hoảng chạy loạn. Như hữu đạo và viên cương cũng giống như ở trong sóng to gió lớn vậy. Đợi cho tới khi sa mạc yên tĩnh trở lại, sấm sét trên bầu trời biến mất, mây đen cuồn cuộn cũng nhanh chóng tiêu tan, rất nhanh khôi phục lại bầu trời quang đáng. Hai người ở trong sa mạc minh mông giống như hai con kiến. Còn có thể trở lại sao? Hai người nhìn nhau, cùng lúc đó, trên Tây Bình Quan, đám người thương Triều Tông vừa chiếm được Tây Bình Quan chỉ cảm thấy trời lay đất chuyển, trên không trung có rất nhiều con quạ đen xoay quanh kinh sợ bay đi. Ngân Nhi đang cắn đùi gà nhìn chằm chằm vào không trung phát ra một câu quả quả. Động tĩnh tới nhanh, đi cũng nhanh. Sau đó mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh sợ, chẳng biết tại sao, không biết đã phát sinh chuyện gì. Đại quân nước Yến với thế như trẻ tre, đã đánh cho quân tấn không có khả năng chống đỡ, đánh cho quân tấn tan tác, đánh cho quân tấn một đường chạy trốn về bên trong Tây Bình Quan. Kết quả Tây Bình Quan lại bị quân Yến một lần hành động đánh chiếm. Không có cách nào, 10 vạn nhà tương này không khác gì 10 vạn tu sĩ kim đan, còn có thể bay như tu sĩ kim đan bình thường. Có lẽ chúng không chống lại được đám người ô thường nhưng muốn chống lại những tu sĩ nước tấn kia thì rất dễ dàng. Hết lần này tới lần khác, nhà tương biến ra hình thể không là cơ thể thật sự, đau thương mưa tên bình thường rất khó tổn thương được. Một mũi tên bắn tới xuyên qua cơ thể nhà tương, nhà tương lại hoàn toàn không bị bất kỳ sự ảnh hưởng nào, cần phải lấy pháp lực cường đại mới có thể phá hủy được mà 10 vạn nhà tương còn có thể lập trận tấn công, giống như 10 vạn đội quân bay. Quân tấn căn bản không có khả năng ngăn cản được uy lực của nó, dễ dàng bị sụp đổ. Đám người cao phẩm bỏ lại Tây Bình Quan, một đường hoàng hốt trở ra lại cảm nhận được biến hóa như trời lay đất chuyển nên càng thêm khủng hoảng. Không chỉ là Tây Bình Quan, cả thiên hạ đều cảm nhận được chấn động mãnh liệt đột ngột xuất hiện này. Trên thiên đô phong, lối vào thiên Đồ bí cảnh lại có sương mù dày đặc mấy chục năm mới có khả năng xuất hiện, chỉ là phiếu miều các đã rời đi, Lúc này nơi đây không có người nào trông coi nên không ai phát hiện ra. Điệp Mộng Huyễn giới, thân núi đổ nát phía sau hành cung của Thương Tụng cũng có một kim tự tháp từ dưới đất chui lên, trời lay đất chuyển đã khiến điệp la sát đủ màu kinh ngạc tới mức bay loạn. Hoang trạch tử địa, một đám yêu hồ đứng ở trên đầm lầy, Hắc Vân và cao tầng của hồ tộc cũng hiện thân, nhìn kim tự tháp phá hoang đảo xuất hiện. Trên sa mạc minh mông, một con phi cầm tòa kỳ chịu trách nhiệm tiếp ứng do đoạn hổ khống chế, Như Hữu Đạo và Viên Cương cùng cười phía xa bên trái thoáng nghe có tiếng sấm chớp rền vang có mây đen cuồn cuộn như muốn mưa đây là tình hình hiếm thấy trong sa mạc nghiêu hữu đạo nói một tiếng đi xem lúc này đoạn hồ thay đổi phương hướng khống chế phi cầm tỏa kỵ bay đi chờ bọn họ chạy tới lôi điện mây đen đã tản đi chỉ thấy một kim tự tháp giống hệt với vị trí trong sa mạc ở vực thứ năm như hữu đạo cùng viên cương nhìn nhau nếu không phải đoạn hồ ở đây hai người thiếu chút nữa đã cho rằng mình vẫn còn ở bên trong vực thứ năm sau khi tới gần bọn họ thấy dưới kim tự tháp tập trung mấy người hình như đang vây bắt một người phi cầm tòa kỵ lướt qua tầng trời thấp nhìn thấy rõ ràng là một người bị xét đánh người cháy đen ngã xuống đất viên cương nhìn về phía như hữu đạo như hữu đạo đã rời đi nhẹ nhàng rơi vào đỉnh tháp ánh mắt hắn nhìn về phía đài đá trên đỉnh tháp phát hiện vết lõm ở nơi này vết lõm không giống với bên trong vực thứ năm lỗ thủng dẹt và rất sâu vừa quan sát qua thì trong lòng đã biết rõ như hữu đạo không nhìn đám người bên dưới đang ngẩng đầu nhìn mà phi thân lên trên phi cầm tỏa kỵ thản nhiên nói một câu đi thiên đô phong đám người phía dưới tháp kinh ngạc nghi ngờ không hiểu lối vào thiên đô bí cảnh khi nhóm người như hữu đạo xuất hiện ở đây đã thấy ở đây sương mù dày đặc xem như đã chứng minh phán đoán trong lòng bọn họ thiên đô bí cảnh quả nhiên đã mở ra sớm đoạn hồ không biết rõ tình hình đã giật mình không nhỏ trong sương mù dày đặc đột nhiên có một con động vật giống như chuột chạy ra nhưng rõ ràng nó to hơn chuột gấp mấy lần. Sau khi chạy loạn một lúc, hình như không thích ứng được với môi trường bên ngoài, nó lại vội vàng chạy về. Đoạn hồ kinh ngạc, lối vào bí cảnh có thể đi tới và quay về sao? Dựa theo lệ cũ trước đây, ra vào chỉ có thể thực hiện được một loại, không có cách nào đồng thời tiến hành cả hai được. Như hữu đạo tất nhiên hiểu rõ có chuyện gì xảy ra nhưng không tuyệt đối nắm chắc thì hắn sẽ không dễ dàng chạy vào lấy thân thử nghiệm hắn quay đầu sai người ta sắp xếp cho một kẻ tử tội vào thử xem liền biết rõ hắn quay đầu xoay người nói đi trở về sơn trang đoạn hổ không biết rõ hai người rốt cuộc muốn làm gì chỉ biết tuân mệnh hành sự tuy nhiên vẫn phát hiện ra điều gì đó y phát hiện nơi hai người đến đều xuất hiện những điểm không bình thường cũng không biết chuyến này của hai người có phải liên quan tới chúng hay không sau khi bay đường dài trở lại sơn trang mao lư đoạn hổ lui ra nhiều hữu đạo nói nhỏ với viên cương, người có thể đi vào điệp mộng nguyễn giới rồi. Người lặng lẽ xuất hành một chuyến, mang theo phi cầm và kỵ, đi một chuyến tới điệp mộng nguyễn giới và tìm xem còn có kim tự tháp xuất hiện không. Điểm chính là ở hành cung thương tụng bên kia, ta chắc hẳn khi đối phương thiết lập cũng sẽ không để cho người ta thấy khó tìm. Khu vực ở hành cung thương tụng có khả năng rất lớn. chương 2319, đời này không có cơ hội. Ta biết rồi, viên cương khẽ gật đầu. Lúc này, Vân cơ bước nhanh đến, không biết hai người thần thần bí bí đi đâu, nhưng nếu bọn họ không nói, nàng cũng không hỏi. Sau khi tới gần, nàng nhìn viên cương muốn nói lại thôi. Viên cương nhìn ra nàng có chuyện muốn tránh mình nên thức thời rời đi trước. Y vừa đi, vân cơ lập tức nói khẽ với Ngưu Hữu đạo, phùng quan nhi tới rồi. Ngưu Hữu đạo nhìn bóng lưng viên cương rời đi và giơ tay bóp chán, cảm thấy đau đầu vì viên cương chạy mất nên hỏi, nói cách khác, hồng nương cũng trở về rồi. Vân cơ, nàng trở về rồi, cũng dẫn cả Nam Thiên vô phương đi cùng. Hồng Nương không cho thu xếp phòng khách, đã quang minh chính đại ở cùng với Nam Thiên vô phương khiến tất cả mọi người đều giật mình không nhỏ. Nghiêu hiểu đạo liếc nhìn nàng, thấy lúc nàng nói chuyện này còn mỉm cười phấn chấn, hắn phát hiện hình nữ nhân đều có hứng thú tò mò về mấy chuyện này, ngay cả một xả yêu cũng không ngoại lệ. Con xả yêu cao ngạo lạnh lùng trước kia đi đâu rồi? Lúc này, giọng điệu hài hước của quản phương nghi truyền đến, vân tỷ lại đang nói xấu ta chứ gì? Hai người nhìn lại, chỉ thấy quản phương nghi cười dài lắc mông đi tới, trên mặt đúng là vô cùng rạng rỡ Đi chậm lại một bước phía sau là Nam Thiên Vô Phương, cuối cùng là Trần Bá. Liếc thấy nhiều hữu đạo, Nam Thiên Vô Phương ít nhiều có chút xấu hổ, tuy mới gặp gỡ. Nhưng đã từ trên thái độ của Vân Cơ có thể nhìn ra được Nhiêu Hữu Đạo là chủ nhân của Sơn Trang Mao Lư này. Đổi thành trước kia, có lẽ y sẽ không để Nhiêu Hữu Đạo vào trong mắt, nhưng hôm nay đã biết hắn là nhân vật có thể lật đổ cửu thánh, y làm sao có thể không kính trọng được nhân lúc người còn chưa đi đến vân cơ khẽ giải thích với nghiêu hữu đạo nam thiên vô phương rời khỏi ma giáo vu chiếu hành là người của ma giáo nên trở về ma giáo trước đó trần bá đã rời khỏi ma giáo bây giờ coi như là người của nam thiên vô phương cũng vì vậy tiếp tục đi theo hồng nương nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu rõ vân cơ lập tức cười nói với quản phương nhi lỗ tai nào của nàng nghe được ta đang nói xấu nàng chứ chưa nói mới là lạ quản phương nhi đến gần thoáng giận lại giới thiệu nghiêu hữu đạo với nam thiên vô phương đạo gia hẳn chàng biết rồi cũng không cần ta giới thiệu chứ nghiêu hữu đạo mỉm cười nói đã biết chúng ta đã gặp rồi nam thiên vô phương lập tức tiến lên chắp tay nói đạo gia trong lòng y đang cố gắng nhớ lại xem hai người đã gặp nhau lúc nào y không biết nghiêu hữu đạo đã từng gặp y ở yêu ma lĩnh khi đó hắn dịch dung nên y không biết người gặp khi đó chính là người trước mắt này được nghiêu hữu đạo mỉm cười gật đầu ánh mắt lại nhìn về phía cánh tay cụt của quản phương nghi, vết thương không sao chứ. Quản phương nghi tỏ ra không để ý nói, không sao, chỉ là thiếu cánh tay mà thôi. Nghiêu hữu đạo âm thầm xúc động, một nữ nhân xinh đẹp nhất Sơn Trang Mao Lư, bây giờ thành tàn phế cũng không sao. Xem ra có thể ở cùng với người trong lòng còn hơn tất cả, không hổ danh là chuyện tình yêu nam nữ luôn được người ta thích nhất. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía nam thiên vô phương, cười trêu chọc, nghe nói các người đã ở cùng một chỗ, tốc độ thật nhanh nhỉ. Nam Thiên vô phương im lặng không nói gì, trên mặt thoáng mỉm cười, mái tóc nửa trắng nửa đen đã khôi phục lại trạng thái tự nhiên, có chút phiêu giật. Quản phương nghi lập tức trừng mắt với Vân Cơ, còn bảo là không nói xấu ta. Vân Cơ cười nói, nói các nàng ở cùng một chỗ cũng tính là nói bậy sao. Ta thấy nàng rất cao hứng mới đúng. Quản phương nghi tỏ vẻ không để ý tới ngươi, tiếp theo lại trừng mắt với Nhiêu Hữu Đạo, chúng ta ở cùng chỗ không được sao. Nhiêu Hữu Đạo, được, sao lại không được chứ? Nàng thích là được rồi trải qua kiếp nạn chân tình còn là chuyện tốt. Hắn im lặng một lát mới lại nói, ta có chuyện, có thể cần nàng đi một chuyến. Quản phương nghi lập tức quay đầu nói với nam thiên vô phương, người tránh một chút đi. Như Hữu đạo vội nói, không cần tránh đi, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Nhưng nam thiên vô phương vẫn chắp tay xoay người đi về trước, cũng tự biết mình. Như Hữu đạo vui, thoạt nhìn còn rất nghe lời nàng nói đấy. Quản phương nghi đắc ý, đúng vậy, chính hắn đã nói sẽ làm trâu làm ngựa, ta cũng không ép hắn. Nhiêu hữu đạo cùng vân cơ nhìn nhau cười, sau nghiêm mặt nói, thiên đô bí cảnh đã mở ra, ta muốn nàng đi một chuyến. Quản phương nghi thoáng ngẩn người ra, thiên đô bí cảnh. Nó mở ra rồi sao? Nghiêu hữu đạo gật đầu, ta đã xác nhận nó thật sự mở ra rồi. Quản phương nghi kinh ngạc không hiểu, sau khi tiến vào phải đợi tới khi nào mới có thể đi ra ngoài chứ? Nhiêu hữu đạo, cái này thì nàng yên tâm, nếu như tiến vào không thể lập tức đi ra, ta cũng không bảo nàng đi. Bây giờ mở ra chắc chắn có thể lập tức ra vào khi đi nàng tìm một người đáng chết cho vào thử xem xác nhận có thể đi vào và ra không có vấn đề lại vào trong cũng không muộn nếu không có cách nào xác nhận thì không nên mạo hiểm đi vào trong quản phương nghi gật đầu có cái hiểu cái không người bảo ta vào trong làm gì như hữu đạo nàng đi tìm một tòa tháp hình dáng tháp đại khái là xây lên từng tầng hắn vừa nói vừa giơ tay vung vẩy mô tả đại khái hình dạng theo lý thuyết vị trí sẽ không quá khó khăn tìm sau khi tìm được thì nhớ kỹ vị trí còn nữa chỗ trên đỉnh tháp phải có vết lõm, nàng vẽ lại hình dáng vết lõm mang về cho ta là được. Lần này đừng nói quản phương nghi, ngay cả vân cơ cũng kinh ngạc, bên trong thiên đồ bí cảnh còn có tháp như vậy sao? Sao ta chưa từng nghe nói qua vậy? Nghiêu hữu đạo, vô biên sa mạc đã xuất hiện một tháp. Hồng Nương có thể đi xem vô biên sa mạc trước, có một ấn tượng có lẽ sẽ dễ dàng tìm kiếm ở trong thiên đồ bí cảnh hơn. Quản phương nghi, vô biên sa mạc cũng có à? Chuyện gì xảy ra vậy? Người tìm cái đó làm gì? nghiêu hữu đạo nàng sẽ nhanh chóng biết được thôi bây giờ hắn còn chưa muốn nói thấy hắn không chịu nói rõ quản phương nghi lập tức bất mãn kéo ống tay giống của mình cánh tay ta cũng đã đứt vừa tìm được nam nhân mà ngươi lại không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút bảo vân tỷ đi không được sao làm gì phải nhất định muốn ta đi chứ nghiêu hữu đạo bên trong sơn trang bây giờ đang giam những người nào nàng cũng biết rồi vân cơ cần phải ở lại đây canh giữ một tấc cũng không rời được nên không thể đi quản phương nghi vừa nghe lại càng thêm bất mãn đạo ra người nói câu này lại thiên vị rồi lẽ nào ta không thể ở lại trông coi sao chẳng lẽ ngươi lo lắng ta nói đến đây nàng sửng sốt sắc mặt trở nên nghiêm trọng ý của ngươi là nam thiên vô phương có vấn đề sao hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào nghiêu hữu đạo nếu như nàng tìm về tình yêu cũng lại là gian tế gì nói nhận phải kích thích này sợ rằng trái tim nàng cũng muốn chết lịm mất nàng không thể tin được nhưng vấn đề là phán đoán của đạo gia đoán cái nào chính xác cái đó điều này làm cho nàng sợ hãi như hữu đạo lắc đầu trong lòng cũng không tính lừa gạt nàng mà trực tiếp làm rõ y cũng không có vấn đề gì không nương quan hệ giữa nàng và ta và quan hệ giữa nàng với y là hai chuyện khác nhau nàng cũng biết tình hình bên trong sơn trang lúc này dù sao ta và y cũng không quen không hiểu quá rõ chuyện đến tình cảnh như bây giờ ta không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn có thể tránh được thì vẫn phải cố gắng tránh. Nàng có thể dẫn y cùng đi tới thiên đô bí cảnh, chắc nàng cũng hiểu ý của ta. Hắn đã nói trắng ra như vậy, quản phương nghi đã hiểu và thở phào nhẹ nhõm, nàng khẽ gật đầu nhưng có vài phần buồn bã. Nam thiên vô phương xuất hiện làm đạo gia trở nên xa lạ với mình. Nhưng đổi góc độ khác để suy nghĩ, mình cũng thật sự liều lĩnh. Trong núi bên ngoài Sơn Trang còn có phòng dành cho khách. mươi 2320, không ai có tư cách xét xử ta một năm đó khi vân cơ tới còn chưa nhận được tín nhiệm cũng ở đó bây giờ bên trong sơn trang giam giữ nhiều người quan trọng như vậy đạo gia còn giảm lòng cả sư phụ trung quốc tử của mình mình chưa được đạo gia cho phép lại nhân lúc đạo gia không ở đó mà trực tiếp dẫn theo người ngoài vào trong khu vực quan trọng của sơn trang một khi có thay đổi để cho những người giam giữ chạy thoát sẽ gây ra mối họa lớn dựa vào cách xử sự cẩn thận của đạo gia hoặc nói đổi thành bất kỳ kẻ nào sợ rằng cũng không thể không đề phòng mọi người cũng không dễ dàng mới đi tới bước này bao nhiêu lần mạo hiểm khủng hoảng mới đổi lấy ngày hôm nay không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào giây phút cuối cùng này được trong lòng nàng hiểu rõ sau này muốn trở lại thiên đô bí cảnh sợ rằng sẽ phải mượn cớ nói với nam thiên vô phương ở lại nhà càng tự tại hơn dễ dàng bảo vệ được các việc riêng tư rồi nhân cơ hội ra ngoài có một số việc phải tự mình cảm nhận nếu không để cho đạo gia làm người ta đề phòng trên mặt mọi người đều khó coi quản phương nghi được ta hiểu rõ rồi ngày mai ta sẽ dẫn hắn xuất phát, nếu ngươi không có phân phó gì khác, ta sẽ đi chuẩn bị trước. Nghiêu hiểu đạo khẽ gật đầu, quản phương nhi cười gượng và xoay người rời đi, nụ cười trên mặt nàng đã biến mất, thay vào đó là cảm giác không dễ chịu gì. Nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước, chợt nghe nghiêu hiểu đạo than thở, hồng nương à, nàng theo ta nhiều năm như vậy, sau này thoải mái theo nam nhân khác, bảo ta làm sao chịu nổi đấy. Trong giọng nói xúc động của hắn còn có chút phiền muộn. Quản Phương Nhi dừng bước, viên mắt lập tức đỏ hoe không hiểu sao nàng thiếu chút nữa đã khóc vì một câu nói này nàng cố nén tâm tư và mỉm cười xoay người với vẻ mặt dạng dỡ nói thế trước kia ngươi làm gì hả nếu như ngươi không có quận chúa nếu như cánh tay này của ta không đứt ngươi dám nói với ta như vậy sao nếu ta đa tình ngươi có tin ta có thể lại ở cùng ngươi cả đời hay không nghiêu hữu đạo nàng suy nghĩ nhiều rồi ta chỉ là có cảm giác như gả nữ nhi đi thôi quản phương nghi không chịu nói đời này ngươi cũng không có cơ hội đâu nếu có kiếp sau nếu còn có thể gặp lại nếu ta bằng lòng gả cho ngươi ngươi có thể cưới ta hay không Nhiêu hữu đạo cười ha ha có thể suy nghĩ ta xem như ngươi đã hứa rồi đấy quản phương nghi nói rồi xoay người rời đi nước mắt đã nhịn được đã chảy xuống hai mắt mơ hồ nhưng vẫn cố gắng lưu lại một bóng lưng không sao cả trên thực tế đôi môi nàng run rẩy nước mắt chảy cả vào trong miệng mặn chát Nhiêu hữu đạo cười tủm tỉm nhìn theo vân cơ ở bên cạnh khẽ thở dài nếu là quản hồng hoa năm đó gặp phải nghiêu hữu đạo mà không phải nam thiên vô phương thì sẽ có kết quả gì chứ nghiêu hữu đạo ôm kiếm rời đi nữ nhân chỉ giỏi nghĩ linh tinh vân cơ đi theo ít nhất nghiêu hữu đạo đối mặt với vấn đề sẽ đi giải quyết vấn đề chứ không chờ mắt nhìn nàng rơi vào trốn hồng trần giống như nam thiên vô phương hồng nương nhất định sẽ có số phận khác đạo ra vừa rồi ngươi không nên nói lời đó trái tim của hồng nương cũng vỡ nát Nghiêu hữu đạo im lặng nhưng không tiếp lời mà vẫn tỉnh táo lý trí nói, trong thánh cảnh hẳn cũng có một tòa tháp như vậy. Nàng phái người đi tới thánh cảnh tìm tháp đi, giới tu hành chấn động, lúc này tin tức ô thường chết mới hoàn toàn được truyền ra. Yến Trục Thiên, Tây Hải Đường, Văn Hoa, Cung Lâm Sách, Trung Cốc Tử, Trư Cát Trì, Vương Tôn, Côn Lâm Thụ, Quản Phương Nghi, Vân Cơ, Triệu Hùng Ca, Ngao Phong, Viên Cương mới tiến vào Nguyên Anh đã liên thủ chiến đấu kịch liệt tin tức của ô thường cũng truyền ra, có tin đồn nhắc tới chuyện Ngao Phong chết trận. Trong tin tức không nhắc tới Nghiêu Hữu Đạo, bây giờ dư luận vốn nằm trong vòng khống chế của Ngưu Hữu Đạo, hắn không cho nhắc tới hắn thì tin tức truyền ra tất nhiên không có hắn. Hắn cố ý giải tin đồn nói thực lực của Viên Cương đã vào Nguyên Anh kỳ. Tin tức vừa ra, thiên hạ kinh sợ, đây là 12 thánh mới xuất hiện sao? Tất cả bàn luận ẩm ý. Chuyện khiến người ta cũng kinh sợ là thương triều tông nắm trong tay 10 vạn nha tương, tấn công với quân tấn vô cùng mạnh mẽ. Đấy 10 vạn nha tương đấy, trong truyền thuyết Ninh Vương chế luyện ra 10 vạn nha tương lại là sự thật. Nước Hàn, nước Tống rơi vào trong sự khiếp sợ, hai nước nhanh chóng liên hệ, đồng thời nghĩ cách liên hệ với từng cao thủ Nguyên Anh trên địa bàn của mình. Trên lầu các, Huệ Thanh Bình ngồi đối diện Nhiêu Hữu Đạo cùng uống trà chợt đặt chén trà xuống và đứng dậy rời đi. Nhiêu Hữu Đạo cầm chén trà chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Huệ Thanh Bình rời khỏi sơn trang mau lư. Nhưng vào lúc này Vân Cơ lại đi lên lầu, một phong mật thư được đặt ở trước mặt hắn, vương gia truyền tin tức đến, nói là đã nhận được thư do Dương Song quản gia của Thiệu Đăng Vân tới tới. Dương Song nói bây giờ Thiệu Đăng Vân chỉ còn lại có một nhi tử là Thiệu Bình Ba, hy vọng vương gia có thể dơ cao đánh khẽ cho Thiệu Bình Ba một con đường sống. Dương Song nói trong chuyện này Thiệu Đăng Vân không biết rõ tình hình, nhưng vương gia cũng không dám khẳng định điều này có đúng là ý của Thiệu Đăng Vân không. Nghiêu Hữu Đạo đặt chén trà xuống và cầm thư xem. Sau khi xem xong, hắn hiểu có đúng là ý của Thiệu Đăng Vân hay không đều không quan trọng. Mấu chốt là Bắc Châu bên kia đã mở miệng, Thiệu Đăng Vân là chư hầu một phương, trước đó ủng hộ Nam Châu đã lập được công lớn. Thiệu Đăng Vân lại chỉ còn lại một nhi tử như thế, thương triều tông rõ ràng cũng không tiện để Thiệu Đăng Vân tuyệt hậu, loại bỏ những điều không nói tới. Dù sao phía dưới thương triều tông cũng không thiếu đồng bào của Thiệu Đăng Vân, có nhiều ánh mắt nhìn như vậy. Nhưng Thương Triều Tông cũng biết ân oán giữa Thiệu Bình Ba và đạo gia hắn, chuyện này Thương Triều Tông không thể làm chủ, hiển nhiên là muốn hỏi ý của hắn. Mà Bắc Châu có thể mở miệng, hiển nhiên đã nhìn ra được đại thế của nước Tấn đã mất nên không phải là đối thủ của Thương Triều Tông. Thiệu Bình Ba lại ở nước Tấn bên kia, một khi Thương Triều Tông phá nước Tấn, chỉ sợ chưa chắc sẽ buông tha chuyện Thiệu Bình Ba làm ở ba nước phía Tây. Như Hữu đạo, vương gia đang dẫn quân về phía Tây chinh chiến, Thiệu Đăng Vân canh gác Bắc Châu, rằng co với nước Hàn, bây giờ bắc châu mở miệng như vậy là có ý gì bọn họ tí nghi hiếp vương ra sao đúng là không biết tự lượng sức mình phân cơ vậy phải báo lại thế nào nghiêu hiếu đạo báo lại với vương gia ta không định giết thiệu bình ba bảo ông ta tự xem mà làm yến kinh trong hoàng cung lạnh lẽo có thể nhìn thấy lác đác có mấy thái giám cung nữ đang quét dọn thật ra tất cả việc vệ sinh hoàng cung đã không cần quá để ý người ít rất nhiều nơi cũng mọc đầy cỏ dại từ môi trường vệ sinh trong chỗ ở của các phi tần lại có thể thấy được lòng người dễ thay đổi thông thường nơi sạch sẽ chỉnh tề có nghĩa là mẹ đẻ của một vị phi tử nào đó vẫn duy trì quyền thế nhất định bên phía nhiếp chính vương vì liên quan đến tiền đồ và số phận của mình trong tương lai nên các cung nữ và thái giám ở đó tất nhiên phải tập trung nhân lực và vật lực tới nịnh bợ mà cũng không thiếu phi tử vì có thể sống tốt thậm chí chỉ vì có thể lấp đầy bụng đã lén lút qua lại với đám bảo vệ thậm chí là tu sĩ ở đó về phần bản thân hoàng đế đã khó giữ được tính mạng nên mất đi tư cách để cho các nàng tranh thủ tình cảm. Bên phía triều đình không đến mức để cho người trong cung chết đói, nhưng lại chỉ cung cấp số lượng tài nguyên vừa đủ, không có khả năng lại để cho trong cung xa hoa lãng phí. Trong cung tiến hành phân phối tài nguyên cụ thể thế nào, dĩ nhiên đám thái giám và cung nữ đều biết tài nguyên nghiêng về phía phi tử còn bối cảnh. Có phi tử hưởng nhiều tài nguyên thì tất nhiên cũng có chỗ tình hình phải eo hẹp. Chương 2321, không ai có tư cách xét xử ta hai. Thương kiến hùng bị giam lỏng ở bên trong một cung điện, suốt ngày chẳng có việc gì làm, tóc tai bù xù, ăn mặc không chỉnh tề, thậm chí là tùy ý. Nói là bị nuôi như một con heo cũng không quá đáng, rất nhiều thái giám và cung nữ cũng dám tỏ vẻ khó chịu với y. Ánh mặt trời trói mắt xuyên qua tàng cây nhưng thương kiến hùng vẫn đứng dưới tàng cây nhìn đám chim đang nghỉ ngơi. Một lão thái giám đi tới bên cạnh y, thông báo chút tin tức bên ngoài mà mình thật vất vả mới tìm hiểu được, báo cho thương triều tông đang xuôi về phía tây chinh chiến với thế như trẻ tre, đánh cho nước tấn nghe tin đã sợ mất mật. Mười vạn nha tương, mười vạn nha tương, mười vạn nha tương, thương kiến hùng chợt ngửa mặt lên trời cười ha ha, dần dần tiếng cười trở nên thê lương, cười ra nước. Đám chim trên cây bị kinh sợ bay đi, một nông trang nằm trong phong cảnh điền viên, có nước từ trên núi chảy xuống. Thương triều tông, mười vạn nha tương, cung lâm sách, trung quốc tử, côn lâm thụ, quản phương nghi, vân cơ, triệu hùng ca, Viên Cương, Thương Triều Tông, Mười Vạn Nha Tương, Cao Kiến Thành. Bên trong thư phòng, Thiệu Bình Ba ngồi sau bàn xem tin tức trên tay, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm vài cái tên. Hai mắt y dần dần trợn trừng, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, hai tay bắt đầu run rẩy, hơi thở dần gấp gáp, cuối cùng gần như không thở nổi. Bên ngoài có tiếng bước chân vọng đến, Thiệu Tam tỉnh đi tới và vội báo, Đại Công Tử, tình hình cuộc chiến đấu không tốt. Bệ hạ trở về kinh và nghe được tin tức, sợ rằng bên này không giữ được nữa, phải rút về bên trong lãnh địa nước tấn lúc đầu rồi. Bên ngoài, đào tổng quản đích thân tới, nói mời đại công tử về kinh đô. Thiệu bình ba hít sâu một hơi, hỏi, nơi này cách kinh đô không gần, đào lược tự mình đến mời ta sao? Thiệu tam tỉnh, vâng, người đang ở bên ngoài, công chúa cản lại và đang nói chuyện với hắn, bảo lão nô tới mời đại công tử. Thiệu bình ba, hắn dẫn theo bao nhiêu người tới đây? Thiệu tam tỉnh hơi sửng sốt, hình như có mấy chục người. Thiệu bình ba khẽ gật đầu, người đi trước nói ta thu dọn một chút, sau đó sẽ tới. Vâng, thiệu tam tỉnh nhận lệnh rời đi, thiệu bình ba thoáng lặng im rồi kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một cái hộp nhỏ và mở ra, bên trong có một thuốc tròn. Y kéo viên thuốc ra bóp nát vỏ, cầm một viên thuốc màu đen trong tay nhìn, thần sắc bình tĩnh nhét vào trong miệng mình và chậm rãi nuốt xuống. Nắp hộp nhỏ được đẩy kín lại và chậm rãi thả vào bên trong ngăn kéo. Chờ một lúc, có lẽ thấy thiệu bình ba mãi không ra nên đào lược đột nhiên dẫn người cứng rắn xông vào, bên ngoài truyền đến tiếng thái thúc hoan nhi phẫn nộ ngăn cản nhưng không ngăn cản đào lược xông vào nhìn thấy thiệu bình ba vẫn ngồi im ở phía sau bàn còn chưa chạy đào lược thở phào nhẹ nhõm thiệu bình ba bình tĩnh nói đào tổng quản tới rồi đào lược không hành lễ chỉ lạnh lùng nói thiệu đại nhân bệ hạ có chỉ mời ngài và lão nô cùng về kinh thiệu bình ba chỉ cần truyền một tin tức là được việc gì phải phiền đại tổng quản từ xa tự mình đi một chuyến chứ đào lược việc gì hà Tướng sĩ ngoài tiền tuyến trình chiến đẫm máu, bệ hạ thậm chí ngự giá thân trinh, nhưng phía sau lại có người đang làm loạn. Chuyện này là do ai đứng ở phía sau thì hẳn trong lòng thiệu đại nhân còn biết rõ lão nô. Lời này vừa nói ra, Thái Thúc Hoan Nhi vô cùng kinh ngạc và tức giận nói, đào tổng quản đừng vội ăn nói bừa bãi. Thiệu Tam Tỉnh cũng giật mình kinh ngạc, chuyện này được đại công tử bố trí rất cẩn thận, căn bản không liên hệ trực tiếp với người làm loạn, đào lược làm sao biết được. Đào lược chắp tay nói với Thái Thúc Hoan Nhi, cho nên bệ hạ bảo lão nô tự mình đến mời thiệu đại nhân về kinh, nói rõ ràng về chuyện này. Thiệu tam tỉnh liếc nhìn thấy ánh mắt thiệu bình ba chợt trở nên cứng đờ, hai mắt trợn trừng, lại thấy trong mũi y có một dòng máu chảy ra, thoáng cái đã tí tách rơi xuống người. Đại công tử, thiệu tam tỉnh thét lên một tiếng kinh hãi, vội chạy đến sau bàn đỡ y, đại công tử, công tử làm sao vậy? Ánh mắt mọi người nhìn lại, thái thúc hoan nhi lập tức sợ hãi, người đâu, mau tới đây. Bản thân nàng cũng chạy tới, Thiệu Bình ba bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Đào Lược nói, không ai có tư cách xét xử ta cả. Trên mặt y mỉm cười và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhanh lên, Đào Lược cực kỳ hoảng sợ, liên tục phất tay, ra hiệu cho tu sĩ đi theo tới cứu. Vài tu sĩ xông lên, vội vàng ra tay. Đáp án đơn giản, Thiệu Bình ba uống thuốc độc, thời gian cứu chưa quá muộn, đợi đến khi phát hiện thì đã muộn rồi, không thể cứu được nữa. Người đi rất hiên tĩnh, không chịu bất kỳ đau khổ nào. Cứ như vậy mà ra đi. Thái Thúc Hoan Nhi mấy lần tỉnh lại, mấy lần khóc tới choáng váng, cuối cùng ngây người kinh ngạc canh giữ ở bên cạnh thi thể, trong miệng vẫn lẩm bẩm một câu nói, "Phụ hoàng, ngài nói ngài hiểu rõ Hoan Nhi nhất cơ mà." "Phụ hoàng, ngài nói ngài hiểu rõ Hoan Nhi nhất mà." Đao lược lại bối rối, Thiệu Bình ba chết, tự nhiên chết ở dưới mí mắt của mình. Công chúa lại trở nên si ngốc vậy, y tự mình đến đây còn có thể làm cho mọi chuyện thành như vậy, không biết trở lại phải ăn nói với Thái Thúc Hùng thế nào. Y không rõ vì sao Thiệu Bình Ba quyết tuyệt như vậy. Đúng, không sai, Hắc Thủy Đài nhận được tin tức, cũng căn cứ vào manh mối kiểm chứng được chuyện Thiệu Bình Ba phản bội nước Tấn làm nội gian trắng trợn phá hủy ở trong nước Tấn. Nhưng chuyện này còn chưa thẩm vấn, ngay cả một cơ hội tự cứu cũng không muốn, vừa thấy mặt đã tự sát tính là chuyện gì. Con kiến hồi còn tham sống, sao một người lớn như vậy lại chết chứ? Thiệu Tam tỉnh không chịu nổi đả kích nghiêm trọng mà ngất xỉu, sau khi tỉnh lại đã vô cùng đau buồn, y cũng không hiểu cả đời đại công tử bất khuất trải qua bao nhiêu gian khổ cũng ngoan ức tại sao lại dễ dàng tự sát như vậy mãi về sau khi biết nghiêu hữu đạo còn sống thiệu tam tỉnh mới hiểu được đây mới là nguyên nhân đại công tử tự sát trước khi đại công tử tự sát đã đoán được nghiêu hữu đạo còn sống đại công tử biết người thật sự lật đổ chín thánh chính là nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo vẫn ẩn nấp ở phía sau điều khiển tất cả giả vô quần chỉ là một lớp ngụy trang đại công tử cống hiến cho kẻ địch sinh tử chân tướng như vậy làm cho đại công tử vốn là người cao ngạo như thế làm sao chịu nổi. Nghiêu hữu đạo làm cho đại công tử gây tai họa và rắc rối ở bên trong nước tấn, sau lại bán đứng đại công tử, đào lược đích thân đến, rõ ràng đã có chuẩn bị trước, cuối cùng đẩy đại công tử vào đường cùng. Lại giống như đại công tử đã nói trước khi chết, không ai có tư cách xét xử ta, trong xương cốt người cao ngạo như đại công tử, làm sao lại mặc cho nghiêu hữu đạo sỉ nhục như vậy chứ? Từ trước đến nay, đại công tử nhấn mạnh nghiêu hữu đạo sẽ không bỏ qua cho mình, kết quả dĩ nhiên là tình nguyện tự sát cũng không muốn nhận hết sỉ nhục sau đó lại chết thảm chuyện sau này cũng thực sự chứng minh đại công tử không có khả năng lật bàn nữa đã mất đi cơ hội có thể trốn chạy thiệu tam tỉnh vô cùng bi thương tình nguyện thiệu bình ba vụng về một chút không cần thông minh như vậy trước đây không cần hiểu rõ như vậy cũng sẽ không tự sát có lẽ còn có một con đường sống cũng bởi vì quá thông minh nên thật sự đẩy mình vào con đường cùng lúc tự sát thậm chí cũng không cho người khác có cơ hội cứu chữa Tin Thiệu Bình ba chết truyền tới kinh thành nước Tấn, chuyện Thái Thúc Hoan Nhi ngây giải cũng truyền tới Hoàng Cung. Thái Thúc Hùng im lặng, y không định giết Thiệu Bình ba nhanh như vậy, ít nhất bây giờ còn chưa định giết, Thiệu Đăng Vân là đại tướng của nước Yến. Thiệu Bình Ba và Thiệu Liễu Nhi ở trên tay y thì có lẽ còn có thể xem là lợi thế để đàm phán. Việc đã đến nước này, Thái Thúc Hùng cuối cùng vẫn hạ lệnh bắt những học sinh của Thiệu Bình Ba. Chương 2322, ta lại qua sông phá cầu thì thế nào? Cho dù bây giờ không có chứng cứ chứng minh những học sinh kia có liên quan tới việc làm loạn, cũng không có khả năng theo đuổi, quan trọng là phải khống chế lại ngăn chặn hậu hoạn đã. Bên trong thiên lao, trong lồng giam u ám tối tăm và lạnh lẽo, trong đống rơm rối, thiệu liễu nhi, hạo chân còn có hai người thiếu niên và một đứa bé hoặc nằm hoặc lặng lẽ ngồi im. Cả nhà thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thiệu liễu nhi ngồi ở trên đống rơm dạ chăm sóc cho lung lan bên cạnh, kinh ngạc nhìn ngọn đèn u ám trên vách tường đối diện. Trong hoàng cung nước tống, trên tháp gấm có một nam một nữ đang trần truồng sung sướng. Nữ nhân không chịu nổi cho rằng mình hoa mắt, khi tiếp tục nhìn phát hiện trước tháp quả nhiên có một cung nữ đang đứng, vẻ mặt lạnh lùng quan sát. A, à, a à, tước nhi bị dọa cho giật mình, hai cánh tay hoảng hốt che ngực. Ngô Công Lĩnh đang ra sức nhìn lại thấy có người, lập tức gầm lên phẫn nộ, lớn mật. Nhưng mới nói ra một nửa, y bị dọa cho giật mình, hoảng hốt lăn sang một bên, kéo chăn che cơ thể, vẻ mặt sợ hãi như gặp quỷ, run rẩy nói, "Huệ Thanh Bình, y chợt mở miệng, muốn hô to gọi người tới. Huệ Thanh Bình trong trang phục cung nữ bấm tay bắn ra. Ngô Công Lĩnh lập tức huệ oải, không còn sức lực lớn tiếng, y khủng hoảng nói, Bình Bình, nàng nghe ta giải thích đi. Trước đây ta cũng không muốn làm như vậy, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ thôi. A à, Tước Nhi cũng có người trốn ở một góc, Huệ Thanh Bình thò tay chộp một cái, bội kiếm của Ngô Công Lĩnh bay ra khỏi vỏ và rơi vào trong tay của nàng, nàng vung kiếm đánh bay cái chăn, thuận thế lại chém một kiếm, a à, ngô công lĩnh phát ra tiếng kêu rên đau đớn và ngã vào trên giường nhỏ hai tay che hạ thể phía dưới máu chảy xối xả huệ thanh bình bước tới tháp gấm và vung kiếm lại chém máu bắn ra một kiếm lại một kiếm nàng chém một tay rồi chém sang tay kia chặt một chân dưới lại chặt một cái chân khác của ngô công lĩnh mà sau đó lại là một kiếm cắt đầu lưới của ngô công lĩnh ngoan độc hơn là dùng ngón trỏ cứng rắn đâm vào trong hốc mắt của ngô công lĩnh để đào con mắt trái ra sau đó lại từ từ đào mắt phải của y ra làm xong những điều này huệ thanh bình có thể thở hồng hộc không phải vì mệt mà vì điên cuồng chút hận đưa đến nàng thật sự hận không thể chém ngô công lĩnh thành thịt vụn nhưng trước khi tớ ầm như hữu đạo có căn dặn hắn đã đưa ra quy định sơn trang mao lư không được tùy ý đánh đánh giết giết đối với người trong thế tục chuyện của thế tục để cho người của thế tục đi giải quyết nghe ý của ngưu hữu đạo hắn hình như muốn đẩy giới tu hành thoát khỏi liên hệ với chuyện của thế tục sau đó nàng lại bảo đảm với ngưu hữu đạo sẽ không giết ngô công lĩnh nhưng muốn phế bỏ ngô công lĩnh để hả mối hận trong lòng nghiêu hữu đạo biết nàng không báo thù này thì trong lòng không chịu được nên đáp ứng cũng an bài cho người tiếp ứng nàng tiến vào hoàng cung nước tống sắp xếp cho tới bên cạnh tử bình hưu nếu hắn không thu xếp huệ thanh bình căn bản không có cách nào tới gần ngô công lĩnh càng không cần nói tới chạy vào hoàng cung nước tống để hành hung từ trên giường nhỏ bước xuống mắt huệ thanh bình lại lạnh lẽo lướt nhìn về phía a tước nhi cũng hận không thể giết được kẻ đê tiện kia nhưng trước khi tới nàng đã hứa hẹn với Nghiêu hiếu đạo sẽ không làm sát người trong thế tục nên không thể làm gì khác hơn là cố nén kích động, lúc đó quang kiếm rời đi. Trên giường nhỏ, A à Tước Nhi không biết mình vừa tránh được một kiếp, hai tay che mặt, run lẩy bẩy. Nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng máu chảy đầm đìa, tàn nhẫn như thế. Ngô Công Lĩnh đau tới hôn mê bất tỉnh từ lâu, không bao lâu, trong hoàng cung nước tống đại loạn, quần thần rất nhanh đều chạy tới, Nhìn thấy Ngô Công Lĩnh đã tàn phế tới mức không thể tàn phế hơn và đang tiếp nhận cứu chữa, tất cả chấn động, suốt đêm bàn bạc cách đối phó. Mà tu sĩ ba phái lớn của nước Tống cũng tức giận, điều tra rõ ràng xem chuyện gì xảy ra. Ngày tiếp theo, nước Tống và nước Hàn đều nhận được thông báo của sứ thần nước Yến với thái độ vô cùng ngang ngược, lệnh cho hai nước đầu hàng nước Yến. Lữ Vô Song xuất hiện ở cửa phòng Phùng Quan Nhi, nhìn thấy nàng đang thu dọn túi thì hỏi: "Muốn đi đâu?" Trong lòng Phùng Quan Nhi bi thương, biết một ít chuyện khó có thể đối mặt nên cắm đầu dọn dẹp nàng yên tâm ta sẽ không quấy rầy nữa hai người nữa lữ vô song thản nhiên nói muốn đi cũng phải chờ viên cương trở về đã bằng không sau khi y trở về không thấy nàng ta sẽ không có cách nào ăn nói được với y y nhất định sẽ tưởng ta ép nàng đi là tới tình tình của y ta không có cách nào giải thích với y được phùng quan nhi sách túi đi tới không ai ép ta cả phiền nàng tránh đường đi Lữ vô song ngăn ở cửa không chịu tránh, ta quên nói cho nàng biết, bây giờ nước yến đang dẫn binh Tây Tiến, thế như trẻ tre, nước tấn binh bại như núi đổ, cuối cùng có khả năng đầu hàng rất lớn. Sau khi la chiếu đầu hàng, nàng thấy ta sẽ xử trí hắn thế nào? Hôm nay nàng làm cho ta mất hứng, ngày mai ta lại có thể chào hỏi thương triều tông, sau khi bắt la chiếu sẽ lăng trì xử tử hắn. Phùng quan nhi cắn môi nhìn chằm chằm vào nàng, nàng chọn la chiếu chết, hay là chọn làm nha hoàn của ta thì tự mình xem mà làm, lữ vô song nói một câu này rồi xoay người rời đi đồng thời ở nhà thủy tạ bên trong sơn trang quỷ mẫu ngô tuyết quân mở ra một túi lớn màu đen đổ mấy con qua đã chết lên trên bàn sau khi chúng ta bị ô thường khống chế ô thường ở hãm âm sơn làm chính là cái này đây là nha tương sao nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm vào đó ừ là nha tương nhưng thời gian chế luyện còn ít còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành âm tà bằng không sau khi chết sẽ tiêu tan thành mây khói không tồn tại cơ thể quỷ mẫu ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra trên thân những con quả đen này đột nhiên đều bốc hơi sau đó lập tức ngã lăn ra nghiêu hữu đạo bởi vì ô thường chết anh linh bám vào ở trên những con quả đen cũng trở lại trong u minh quỷ mẫu dường như suy nghĩ tới điều gì thì ra là thế một bên vân cơ nói hắc thạch chạy đi sẽ không gây khó dễ với các nàng nữa lại trực tiếp trả lại tự do cho các nàng như vậy sao quỷ mẫu gật đầu đúng vậy người canh giữ chúng ta trực tiếp bỏ chạy cũng chưa từng gây khó dễ cho chúng ta Đúng rồi, hắc thạch chạy đi hình như đang tìm thứ gì đó. Y phát động người lật tìm rất lâu, cuối cùng hình như thuận lợi tìm được mới rời đi, cũng không biết đang tìm cái gì. Nghiêu hữu đạo mỉm cười, đồ không quan trọng, xem ra người kia quả nhiên hiểu rõ ô thường, vẫn thật sự để y tìm ra được. Vân cơ hơi sửng sốt, sẽ không phải là thôn thiên hoàn lần trước ở khí vân tông, người đã bảo y tìm chứ. Nghiêu hữu đạo, chắc vậy. Vân cơ nghi ngờ, không quan trọng, vậy người còn bảo y đi tìm làm gì. Nghiêu hiểu đạo, lúc đó ta đã biết sắp xảy ra trận quyết đấu với ô thường. Nếu như ô thường chết, nếu như thế lực của hắn ta vẫn sợ hãi ẩn nấp, vậy sau này sẽ là một phiền phức lớn. Thôn thiên hoàn chỉ là lý do để cho bọn họ một đường lui, bọn họ mới có thể yên tâm đi ra. Bây giờ Hắc Thạch còn đang xem chừng, nếu thấy đại thế khó thay đổi sẽ chủ động liên hệ với chúng ta. Vân cơ thấy nghẹn lời, nàng phát hiện mưu đồ của người này thật sự đủ lâu dài, chỉ có chút dính dáng tới hắn, hắn lại đưa một chiêu ra ngoài, khó có thể đề phòng được. Lúc này, đoạn hổ đi tới và dâng mật thư, đạo ra, thiệu bình ba uống thuốc độc tự sát rồi. Nghiêu hữu đạo sửng sốt, cầm thư xem, sau khi xem xong hắn im lặng một lúc lâu mới cười gượng lắc đầu, trên đời này thật sự lại có nhiều người suy nghĩ luẩn quẩn như vậy, ô thường tự sát, vị này cũng tự sát, cần gì phải tự làm khổ mình tới như vậy chứ. chương 2323, không cho các người cỏ kè mặc cả một. Vân cơ thò tay lấy lá thư, sau khi xem qua thì liếc nhìn hắn, đây có tính là bị người ép chết không? Nghiêu hiểu đạo, ta không định giết y, nhưng y làm ra nhiều chuyện như vậy, ra tay lại ác độc như vậy, ta không có khả năng để cho y giống như không có chuyện gì, nên không tránh được phải trừng phạt mài bớt sự sắc bén của y. Cái chết tô chiếu hầu tử trước kia cũng không tránh khỏi có liên quan tới y. Nàng còn không biết tính cách của hầu tử ghét ác như thù sao. Chỉ sợ hầu tử chưa chắc sẽ buông tha cho y, nhưng nói là ta ép chết cũng không quá đáng, người này tính tình cao ngạo ta trước đó lo lắng y không muốn chịu nhục nói thật giữ người này lại sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu cách làm việc của y quá mức ác độc y có thể nuốt xuống cơn giận kia hay không có bằng lòng theo ta sống chung hòa bình hay không thì ta cũng không nắm chắc cho nên ta không suy nghĩ xem có nên giữ y lại hay không ta cũng cho y cơ hội sống nhưng chính y lại luẩn quẩn trong lòng cũng được y tự sát chết ở trên tay nước tấn bên kia vương gia cũng không cần khó xử thiệu đăng vân cũng miễn cưỡng xem như có được một công bằng nếu thiệu đăng vân không nghĩ ra nếu như muốn tính sổ thì bảo ông ta tới tìm ta ngón tay trống trên chuôi kiếm run lên hình như vẫn chưa yên tâm hắn quay đầu lại nói đoạn hổ sắp xếp xác nhận một chút xác nhận xem có phải y đã chết thật hay không sống phải thấy người chết phải thấy thi thể đừng để cho y giả chết nếu y giả chết thì tất nhiên là không cam lòng thất bại sợ sẽ có hậu hoạn đoạn hổ gật đầu được ta lại đi sắp xếp dứt lời y bước nhanh rời đi như hữu đạo đứng dậy các phái tìm đám người cung lâm sách sợ rằng đã tìm tới phát điên rồi có một số việc có thể bắt đầu trước không nương trở về thì cho ta biết mấy ngày sau thánh cảnh bên kia truyền tin tức viên cương và quản phương Nhi đều lần lượt trở về bọn họ cũng đều mang về bản vẽ như hữu đạo vừa xem bản vẽ vết lõm trên kim tự tháp lại biết mình tìm được rồi sau đó hắn sai người ta triệu tập một đám cao thủ nguyên anh kỳ bị giam lỏng đến chính sảnh nghị sự một đám người trên thân đều bị cắm không ít ngân châm, bị khống chế tu vi. Thấy Nhiêu Hữu Đạo xuất hiện ở cửa chính, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chăm chú qua. Nhiêu Hữu Đạo cười nói, sắc mặt không tệ, xem ra vết thương của các vị đều đã khỏi rồi. Hắn đi tới vị trí phía trên và nhìn thấy Trung Cốc Tử cũng ở đó. Ngồi ở vị trí đầu não không thích hợp, thôi đi, không ngồi nữa, thành thật đứng là được. Trung Cốc Tử trầm giọng nói, người cuối cùng cũng bằng lòng lộ mặt rồi à. Bây giờ ta nên nói ngươi khinh sư diệt tổ, hay là nên khen ngươi có thủ đoạn độc ác đây? Nghiêu hữu đạo, sư tôn quá lo lắng rồi, đây chỉ là tạm thời oan ức cho mọi người một chút thôi. Tây Hải Đường tức giận nói, Nghiêu hữu đạo, người đây là qua sông phá cầu. Nghiêu hữu đạo mắt lạnh lẽo quét tới, ta qua sông phá cầu thì thế nào? Người muốn chết hay là muốn sống, không muốn sống, bây giờ ta lại giúp người được tọa nguyện. Nhìn ra được một nhóm người đều đang nến giận, hắn lười nói nhiều với bọn họ nên trực tiếp dùng lời độc ác mở màn ngươi cơ mặt tây hải đường giật giật đương nhiên ông ta muốn sống muốn cãi lại nhưng nhìn bộ dạng nghiêu hữu đạo muốn rút kiếm giết người hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt nên chỉ có thể nhịn những người khác vừa định nói trong lòng khó chịu nhịn đã lâu không nói ra nhưng lúc này cũng ngây người ép trở lại nghiêu hữu đạo cầm kiếm bước thong thả ở giữa đại sảnh tức giận mất hứng ta cho phép nhưng các vị đều không phải là người ngu Hắn cũng biết nếu ta muốn giết các ngươi thì không cần chờ tới bây giờ. Ta mời các vị tới là để giải quyết vấn đề, không phải tới cãi nhau. Hắn xoay người nhìn quanh, lạnh lùng nói, bây giờ ta chỉ hỏi các ngươi một câu, chín thánh sụp đổ, ta thả các ngươi trở lại, thiên hạ hội sẽ là tình huống gì? Trong lòng các người hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác, sẽ lập tức có một trận tinh phong huyết vũ. Ai muốn xưng bá thiên hạ đều phải hỏi trước xem mình có thể đánh thắng được Tử Kim động hay không. Cung Lâm Sách nước nhìn xung quanh, Ngoài mặt tử kim động có hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nghiêu Hữu Đạo tiếp tục nói, đừng quên, ta là trưởng lão của tử kim động, trước không nói tới thực lực của Sơn Trang Mao Lư của ta cộng thêm tử kim động, nếu thật sự muốn tranh thiên hạ, ta dựa vào cái gì để thả các ngươi trở lại, không nhân lúc giết các ngươi bây giờ thì còn phải đợi tới khi nào. Mọi người đều im lặng, có một số việc trong lòng mọi người đều biết rõ, bọn họ liều mạng chiến đấu với ô thường là vì cái gì. Chín thánh sụp đổ, dĩ nhiên bây giờ đến phiên bọn họ quyết định. Ô thường muốn thiên hạ độc tôn, bọn họ đi đến bước này làm sao có thể không có suy nghĩ đó chứ? Chín thánh cần phải dựa vào thế lực thủ hạ để khống chế thiên hạ, trước mắt bọn họ tất nhiên cũng muốn dựa vào thế lực của môn phái. Nhiều cao thủ nguyên anh kỳ như vậy, ngày nay thiên hạ chỉ còn bốn nước: nước tấn dung hợp địa bàn của nước tề, vệ, nước tống ở chỗ vạn thú môn lại có địa bàn nhỏ nhất, kể từ đó phạm vi lợi ích nên phân chia thế nào? Chỉ sợ sẽ lập tức xuất hiện một cuộc tranh đoạt, trước mắt chính là một trận tinh phong huyết vũ nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, không đánh ra kết quả, không chết mấy người, không đánh đến hai bên không thể làm gì khác hơn thì làm sao có thể dừng tay được. Luận về thực lực cũng rõ ràng, Sơn Trang Mao Lư đứng đầu, trên tay còn nắm giữ 10 vạn nha tương, thứ hai là tử kim động. Nếu thật sự muốn đánh lên, những phe khác đều quá sức. Kể từ đó, vừa tính toán, cơn giận trong lòng không ít người đã giảm xuống phân nửa. Nhiều hữu đạo quan sát phản ứng của mọi người rồi đi tới trước mặt vương tôn, nói với y, ta không biết ngươi có tham vọng hay không, xem như ta để phòng là được. Nhưng ta khống chế ngươi cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Nếu thật sự phải đánh, ngươi không có thế lực của mình, ngươi là người thua thiệt nhất. Sa Như Lai giao ngươi cho ta, ta phải chịu trách nhiệm với giao phó của Sa Như Lai. Vương Tôn tạm thời không suy nghĩ gì về những điều này, khi xác nhận Ngưu Hữu Đạo không phải muốn qua sông phá cầu thì y đã yên tâm, khẽ gật đầu hỏi, huyễn lệ thế nào? Ngưu Hữu Đạo, ta đã phái người đi đón nàng, chắc hẳn bọn họ đang ở trên đường tới đây các ngươi sẽ nhanh chóng có thể gặp mặt nói tới đây hắn im lặng một lúc mới nói tiếp trước đó ta không biết mở miệng nói với nàng thế nào cũng không có mặt mũi nào đối mặt với nàng chuyện của sa như lai đến bây giờ ta vẫn chưa nói cho nàng biết chờ nàng tới chuyện này không có khả năng cứ giấu mãi được ngươi và ta vẫn phải đối mặt vẻ mặt vương tôn có chút buồn bã lại khẽ gật đầu nghiêu hữu đạo bước thong thả tới bên cạnh côn lâm thụ đối với ngươi Ta không phải không yên tâm, mà lo lắng Thiên Hỏa giáo bên kia. Ngươi không có cách nào vứt bỏ được tình cảm đối với Thiên Hỏa giáo. Thiên Hỏa giáo tất nhiên cũng sẽ nhìn chúng thực lực hiện nay của ngươi để tới tìm ngươi. Ngươi cũng sẽ không ngồi nhìn Thiên Hỏa giáo bị người khác tiêu diệt. Bây giờ cách xa Thiên Hỏa giáo, đánh nhau chưa chắc đã có lợi cho cả ngươi và Thiên Hỏa giáo. Nói chung, ta không hy vọng thiên hạ này lại đánh đánh giết giết nữa. Đợi sau khi chuyện ở đây được xử lý ổn thỏa tốt đẹp, sẽ bảo Hỏa Phượng Hoàng trở về ngươi, tạm thời nhịn một chút, xem như ta giam hỏa phượng hoàng làm con tin. Hắn nói đủ thẳng thắn thành khẩn, côn lâm thụ cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nghiêu hiểu đạo xoay người nói, có lẽ các ngươi đều đang suy đoán, ta rốt cuộc muốn làm gì, câu trả lời là giống như ta vừa nói với y, ta không hy vọng thiên hạ này lại đánh đánh giết giết nữa. Trường 2324, không cho các người cỏ kè mặc cả, hai. Lòng người khó dò, chỉ có mình ta không muốn cũng vô dụng, nơi nào có lợi ích thì mâu thuẫn sớm muộn sẽ mở rộng, cuối cùng lại phải dẫm lên vết xe đổ. Văn Hoa nói một câu, Nghiêu Hiếu Đạo, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo nữa. Ngươi giam chúng ta ở đây, rốt cuộc muốn thế nào? Nghiêu Hiếu Đạo xoay người nhìn về phía y, suy nghĩ của ta rất đơn giản, giới tu hành là giới tu hành, thế tục là thế tục, hoàn toàn cách ly giới tu hành và thế tục. Yến Trục Thiên, giới tu hành và thế tục dung hợp lại với nhau từ lâu, tách ra thế nào? Ngư hữu đạo ta muốn chuyển tất cả tu sĩ trong thiên hạ tới vực thứ năm ta muốn các vị kêu gọi các môn các phái tới chấp hành lời này vừa nói ra mọi người đều ngạc nhiên ngơ ngác nhìn nhau cảm giác nghe không hiểu hắn có ý gì vân cơ viên cương và quản phương nghi đứng ngoài nghe cũng có chút kinh ngạc ngày hôm nay bọn họ mới biết được mục đích cuối cùng của ngư hữu đạo trung cốc tử nghi ngờ vực thứ năm gì chứ ngư hữu đạo xoay người đối mặt lại nhìn mọi người xung quanh nói khi thương tụng và ly ca còn sống đã mở ra dị giới không chỉ điệp mộng nguyễn giới, thiên đồ bí cảnh, hồ tiên cảnh, ngoài nhân gian, vẫn có một vực thứ năm gọi là trầm Phật chi địa. Phía dưới vô biên sa mạc có lối đi thông với giới thứ năm. Ta đã đi xem rồi, thật ra ô thường cũng đi vào nhưng đều giấu không tiết lộ với bên ngoài. Mọi người đều biết, thế giới này vốn không thích hợp cho tu sĩ tồn tại, bởi vì linh khí thiếu thốn, là dị giới do thương tụng đánh thông khiến cho linh khí dị giới nối liền với nơi đây, đây cũng là nguyên nhân vì sao hồ tiên cảnh có thể sinh ra vô lượng quả, cũng là vì sao chín thánh chiếm lấy thánh cảnh để tu hành. Giống như thánh cảnh vậy, hoàn cảnh của vực thứ năm không tệ, linh khí dư thừa, địa vực rộng lớn. Bên trong có rất nhiều phi cầm tỏa kỵ hoang dã, trên thực tế phi cầm tỏa kỵ trong nhân gian chính là do phu thê thương tụng năm đó mang từ vực thứ năm ra ngoài. Vì địa vực quá lớn, ta vẫn chưa thăm dò hết vực thứ năm, cũng không biết bên trong có nuôi dưỡng thứ tương tự với vô lượng quả không, nhưng nơi linh khí dồi dào thì nhất định có tiên thảo linh vật mà nhân gian chưa từng có. Hoàn cảnh chỗ đó mới là nơi tu sĩ chúng ta nên ở. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người đều nhìn nhau, trong lòng có phần hướng tới. Cung lâm sách thử hỏi, nếu không khác gì thánh cảnh, lối ra nào giấu ở dưới vô biên sa mạc rõ ràng cũng bất tiện, vì sao không chuyển vào thánh cảnh. Như Hữu đạo nhìn về phía y, thánh cảnh vốn là hồ tiên cảnh, đó là địa bàn của hồ tộc. Vì giúp đối đầu với chín thánh, hồ tộc đã bỏ ra cái giá cực lớn. Vì đối đầu với chín thánh, ta đã từng hứa với hồ tộc, sau khi lật đổ chín thánh sẽ trả hồ tiên cảnh lại cho hồ tộc, từ nay về sau tu sĩ bên ngoài không qua lại xâm phạm hồ tiên cảnh nữa. Ngoài ra ta phải nói cho các người biết, La Thu trong chín thánh đã chết là bởi vì trong hồ tộc có cường giả thức tỉnh, là cường giả hồ tộc thức tỉnh giết La Thu. Bây giờ, vị cường giả này đang ngủ say, một khi tỉnh lại thì nhất định sẽ trục xuất ngoại tộc. Người có thể giết La Thu, có thể trực tiếp giao đấu cùng Lam Đạo Lâm ép Lam Đạo Lâm phải bỏ chạy, các người còn muốn chiếm địa bàn của nàng sao? Côn Lâm thuộc im lặng, biết Nghiêu Hữu Đạo che giấu chuyện La Phương phỉ giết cha, cũng biết hắn thật sự từng hứa với hồ tộc nên không nói gì. Phần lớn đám người không biết Nghiêu Hữu Đạo nói thật hay giả. Trung Cốc tử chợt lên tiếng nói, nếu như ta không đi vực thứ năm, người có phải sẽ muốn giết ta không? Nghiêu Hữu Đạo xoay người đối mặt, khẽ lắc đầu, không dám. Giết ai, ta cũng không dám giết ngài nhưng sư tôn hy vọng ngài có thể hiểu lý lẽ tu sĩ làm hại nhân gian đã quá lâu rồi cũng nên trả lại thái bình cho nhân gian trước đó khi ta vừa rời khỏi mao lư trước khi từ thượng thanh tông xuất sơn ta chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày mình hại chết rất nhiều người như vậy vì một lời của ta chiến loạn nổi lên bốn phía thây phơi khắp nơi máu chảy trôi chảy vì một lời của ta mà nước mất nhà tan người chết đói đầy rẫy đệ tử nghiệp chướng nặng nề đã vô số lần tự trách, trông mong sớm ngày kết thúc được mối loạn này. Lời nói này ra, mọi người hoặc xúc động, hoặc im lặng, hoặc xem thường. Trung Cốc Tử, người cho rằng tu sĩ không ở đây thì nhân gian lại có thể thái bình sao? Người cho rằng tu sĩ không ở đây thì nhân gian lại có thể không vì tranh đoạt lợi ích mà dẫn đến chém giết đẫm má sao? Không thể, Ngưu Hữu Đạo thừa nhận, nhưng lại chuyển giọng phản bác, ít nhất vẫn có nhiều cơ hội. Ít nhất khi lòng người muốn thái bình, tâm của người thế tục hướng tới, bản thân bọn họ có thể xoay chuyển, sẽ không bởi vì tu sĩ chúng ta tồn tại khiến trong thế tục không người nào có sức thay đổi, sẽ không để cho bọn họ cứ trầm luân trong biển khổ không nhìn thấy được hy vọng. Đời người có thể hưởng một đời thế hệ Thái Bình đã không uổng làm người rồi. Hy vọng sư tôn có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của đệ tử. Trung Cốc tử im lặng một lúc lại nói, nếu như ta không nghe theo lời khuyên. Ánh mắt ông ta nhìn về phía nghiêu hữu đạo đầy ẩn ý, rõ ràng vẫn muốn biết câu trả lời, người rốt cuộc có thể giết ta hay không? Nghiêu hữu đạo ngại danh phận, không thể không khách sáo với ông ta, nhưng khi hắn đang cố sức ép xuống nghị luận của mọi người mà ông ta lại dẫn đầu như vậy, ít nhiều đã làm nghiêu hữu đạo có chút bất mãn, lúc này phản kích sư tôn, ta làm vậy là muốn tốt cho ngài thôi. Trung Cốc tử cười, có ý châm chọc đối xử với ta như vậy là vì tốt cho ta sao? Người đi các môn các phái trong thiên hạ hỏi xem, có đồ đệ nào đối xử với sư phụ như thế không? Ngưu Hiếu Đạo nói thẳng, sư tôn, đệ tử thật sự muốn tốt cho ngài. Nếu như tử kim động thật muốn ở lại tranh thiên hạ, cho dù có thể thắng, có câu một núi không thể có hai hổ. Hai tu sĩ nguyên anh kỳ của tử kim động sẽ phải tự xử như thế nào? Sư tôn ngài là tranh không thắng được cung trưởng môn, vậy sẽ có người làm sư tôn thân bại danh liệt. Đệ tử thật sự muốn tốt cho sư tôn thôi. Lời này vừa nói ra, Trung Cốc tử lập tức nghẹn lời, gương mặt già nua đỏ bừng nhăn nhó nhưng không lên tiếng, cũng có thể nói là không dám lên tiếng nữa. Ông ta tất nhiên cũng hiểu được ý của Ngưu Hữu Đạo, mình là thám tử của phiếu miểu các nên đã phản bội sư môn, còn không biết xấu hổ mà lấy danh phận sư đồ tới đè người. Cơ mặt cung lâm sách giật giật, đây không phải là đang nói mình sẽ hãm hại Trung Quốc tử sao. Tuy nhiên nói đi thì phải có nói lại, nếu thật đến tình trạng một núi không thể chứa hai cọp, để khống chế quyền lớn của tử kim động, có nhược điểm tốt như vậy ở trong tay, bản thân y cũng không dám bảo đảm mình có thể lấy chuyện này tới giải quyết Trung Quốc tử hay không. Bên trong các môn các phái vẫn tồn tại việc tranh, đấu, mặc dù Nghiêu Hữu Đạo lấy cung lâm sách ra nói chuyện, nhưng lời trong lời ngoài lại đang cảnh cáo Trung cốc tử, không nên lấy danh phận sư đồ tới ép ta, cung lâm sách có thể chọc ra chuyện, ta cũng có thể chọc. Nói chung là một ý, người cầm miệng cho ta, phần lớn mọi người không hiểu thâm ý trong đó, Nghiêu Hữu Đạo cũng sẽ không nói toạc ra mà chuyển đề tài, nếu sư tôn không phối hợp, Đệ tử tuyệt đối không dám giết ngài, đến lúc đó không thể làm gì khác hơn là ép sư tôn vào vực thứ năm. Về phần những người khác của Từ Kim Động, nếu ai muốn đối nghịch với ta thì đừng trách ta không khách sáo. Cùng lắm thì ta làm Từ Kim Động phải diệt môn." Hắn quay đầu nhìn những người khác, luận về võ lực, sơn trang mau Lư của ta nói đứng thứ hai trong thiên hạ, không ai dám nói đứng thứ nhất. Chương 2325 ùn ùn kéo đến. Luận về thế lực thế lực còn sót lại của chín thánh đều ở trên tay của Sơn Trang Mao Lư ta. Ta còn khống chế 10 vạn nha tương, cho dù các ngươi liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ta không hy vọng đánh đánh giết giết, cũng không muốn lại đánh đánh giết giết, nhưng nếu có môn phái nào không sợ chết thì không ngại cứ thử xem. Ta mời các ngươi tới đây là lời nói khách sáo, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ta mời các ngươi tới đây không phải để cho các ngươi cò kè mặc cả, là bảo các ngươi phối hợp chấp hành mọi người đã từng cùng nhau làm một lần nên đều có công lao ta dùng nhân nghĩa đối xử thì tốt nhất không nên ép ta mặt khác ta còn muốn nói cho các vị biết ta đã nắm giữ cách chặt đứt lối đi của nam giới sau khi tu sĩ rời khỏi nhân gian ta sẽ lập tức chặt đứt lối đi của nam giới đừng mơ lại thu thập linh loại gì từ thiên đồ bí cảnh linh khí nhân gian có thể cung cấp cho thu nạp tu luyện cũng nhanh chóng suy kiệt cho dù có người ẩn nấp trong môn phái tối đa cũng chỉ có thể tồn tại một thế hệ thế hệ sau sẽ nhanh chóng suy bại nói cách khác giới tu hành nhân gian di chuyển hay không di chuyển đều sẽ đi về phía suy bại bây giờ ta ép giới tu hành di chuyển vào vực thứ năm chỉ là muốn cho nhân gian mau chóng khôi phục thái bình chuyện này không thể kéo dài được nữa chặt đứt lối đi nam giới linh khí được nghe lời ấy tất cả mị người đang ngồi ở đó đều kinh ngạc ồn lên không biết lời ấy là thật hay giả tây hải đường chợt hỏi chẳng lẽ người muốn độc bá nhân gian một mình hưởng thụ nhân gian phồn hoa và phú quý nghiêu hữu đạo ta không đi các người cũng không làm gì được ta. Nhưng ta có thể hứa với các người, trên dưới sơn trang mau lư ta bao gồm cả ta cũng phải di chuyển vào vực thứ năm, đợi sau khi việc di chuyển hoàn thành, ta với các vị lui vào vực thứ năm, ta tuyệt đối không một mình ở lại nhân gian, nếu vi phạm lời thề này ắt sẽ bị trời phạt. Ngay cả lời thề độc cũng đã nói ra, Vân Cơ và Quản Phương nghi ngơ ngác nhìn nhau, viên cương nhíu mày, trước đó nghiêu hữu đạo không hề tiết lộ với bọn họ bất kỳ tin tức gì. Sau một lúc giao lưu, giải quyết xong mọi người, lại đánh ra cơ sở hành sự sau này như hữu đạo bảo người đưa bọn họ về trông giữ trước khi những người này bước vào vực thứ năm như hữu đạo không định thả bọn họ ra đương nhiên như hữu đạo cũng hứa với bọn họ để cho các phái phái người tiến vào vực thứ năm xác nhận trước cũng giống lời hắn nói với vương tôn trước đó Sa huyễn lệ tới người được phái đi đã đón Sa huyễn lệ đến sơn trang mao lư như hữu đạo lại cho người đi đưa vương tôn ra ngoài hai người gặp Sa huyễn lệ trong nhà thủy tạ Sa huyến lệ chấn động khi nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo, Nghiêu Hữu Đạo, người còn sống à? Hai người gặp mặt lần cuối cùng là khi Nghiêu Hữu Đạo bắt cóc nàng ở Thánh Cảnh, sau đó thì không gặp nữa, chỉ nghe nói hắn đã chết. Nghiêu Hữu Đạo giơ tay mời ngồi, chuyện này nói ra rất dài dòng, có một số việc ta cũng đang muốn nói cho nàng biết. Mặt khác ta muốn giới thiệu một người với nàng, nàng hẳn là nhận ra y chứ, hắn chỉ về phía vương tôn, Sa huyến lệ khẽ gật đầu, thủ hạ tâm phúc của phụ thân, dĩ nhiên nàng nhận ra như Hiếu Đạo, thật ra y còn có một thân phận khác, là đệ đệ mẫu thân của nàng. Y là cậu của nàng. Sa huyến lệ nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nổi. Vương Tôn ngượng ép cười, huyến lệ, xin lỗi cháu vì đã giấu cháu nhiều năm như vậy. Có một số việc trước đó, ta thật sự không có cách nào, vì tự bảo vệ mình và cũng là để bảo vệ an toàn cho cháu nên phụ thân cháu và ta chỉ đành phải gạt cháu. Bây giờ chín thánh bị diệt, ta có thể nói cho cháu biết chân tướng. Tất cả chín thánh đều bị diệt rồi sao? Sa huyến lệ kinh ngạc hỏi, sau khi nàng chạy ra khỏi trích tinh thành liền cắt đứt liên lạc cùng bên ngoài, đến nay vẫn không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Nghiêu hiểu đạo gật đầu, đúng vậy, trong chuyện này không thể không kể tới công lao của phụ thân nàng. Vương Tôn, ta biết cháu vẫn oán hận phụ thân cháu. Ta vẫn luôn ở bên cạnh phụ thân cháu nên biết rõ ràng nhất, rất nhiều chuyện căn bản không phải như cháu nghĩ đâu, cháu hiểu nhầm phụ thân cháu rồi. Phụ thân cháu vẫn muốn báo thù cho mẫu thân cháu, vẫn luôn nhẫn nhịn tìm cơ hội, chỉ là không dám nói cho cháu biết mà thôi lần này vì báo thù cho mẫu thân cháu phụ thân cháu y muốn nói lại thôi thật sự nói không nên lời sa huyễn lệ lại không ngốc kinh ngạc nhìn y và đã đoán được vành mắt ngấn lệ cũng không dám hỏi chỉ chờ đợi cuối cùng vẫn là nghiêu hữu đạo phá tan sự im lặng sa tiên sinh gặp phải sự ra tay tàn độc của la thu nên đã ra đi lúc dẫn nàng ra khỏi trích tinh thành thì chuyện này đã phát sinh khi đó đại cục không ổn định nên sợ nàng kích động sẽ có nguy hiểm cũng không biết nên nói thế nào cho nàng biết, cho nên vẫn gạt nàng. Vương Tôn cũng đỏ mắt, "Huyễn Lệ, cháu đừng hận phụ thân cháu. Phụ thân cháu không phải như cháu nghĩ đâu, ông ấy thật sự rất yêu mẫu thân của cháu. Năm đó vì mẫu thân của cháu mà ông ấy chịu áp lực cực lớn cũng không buông tha." Tỷ tỷ cũng cam tâm tình nguyện chưa bao giờ oán ông ta. Lúc đó đuổi cháu đến Trích Tinh Thành và giữ khoảng cách với cháu cũng là chuyện bất đắc dĩ, trên đời này người quan tâm cháu nhất thật ra chính là phụ thân của cháu một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt của Sa Huyễn Lệ, nghe Vương Tôn chậm rãi nói ra đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống như mưa. Nhưng nàng vẫn không khóc ra thành tiếng. Chuyện này được vạch trần, như hữu đạo bảo quản Phương Nghi đang lộ vẻ mặt đồng tình dẫn Sa Huyễn Lệ đi xuống nghỉ ngơi. Vương Tôn giơ tay lau nước mặt, đột nhiên hỏi ta không thể không đi vực thứ năm sao. Như hữu đạo chậm rãi nói đầy kiên quyết, không phải ta không tin ngươi, thế sự vô thường, lúc thế này lúc thế kia, năm tháng chậm rãi trôi qua, tương lai ngươi sẽ có suy nghĩ thế nào thì chỉ sợ bản thân ngươi cũng không dám bảo đảm ta không hiểu rõ về ngươi cho nên không thể không đi vương tôn than thở huyễn lệ đã lớn tuổi sợ rằng không dễ dàng tìm được người trong sạch ta muốn nhìn thấy huyễn lệ lập gia đình muốn nhìn nàng gả cho gia đình người tốt muốn nhìn nàng sinh con đẻ cái nghiêu hữu đạo yên tâm đi xa như lai giao phó ta nhất định sẽ làm được đó cũng không phải chuyện khó bằng trời không tính là vấn đề gì cả trước khi đi ta sẽ căn dặn xuống, từ vương hầu tướng lĩnh, cho tới người buôn bán nhỏ, nam nhi tốt trong thiên hạ mặc nàng lựa chọn, muốn mấy nam nhân cũng được. Trên chuyện này cho phép nàng tùy hứng, chỉ cần nàng nhìn chúng, sẽ có người thành toàn. Tương lai nàng nhất định sẽ áo cơm không lo, tự do tự tại hạnh phúc vượt qua quãng đời còn lại. Cái gì gọi là muốn mấy nam nhân cũng được, vương tôn bị hắn trêu cho không còn buồn bã nữa, giờ khóc giờ cười. Nhưng có nhiều hữu đạo bảo đảm và sắp xếp, y xem như đã yên tâm. Gần quan được ban lộc, những cao thủ nguyên anh kỳ nghe tin đồn đều tập trung ở Sơn Trang Mao Lư, cao tầng của tử kim động chắc chắn vội vàng chạy tới Sơn Trang Mao Lư. Vừa thấy Nhiêu Hữu Đạo, mấy vị vừa tới đều há hốc mồm. Nhiêm lập kinh ngạc nói, Nhiêu Hữu Đạo, người vẫn còn sống à? Nhiêu Hữu Đạo đứng ở trên bậc thang của nhà thủy tả cười nói, thế nào, người ước gì ta chết sao? Hừ, Nhiêm lập hừ lạnh một tiếng, quản phương nghi lạnh lùng nói, xem ra Nhiêm trưởng lão còn muốn tính toán món nợ trước đây. Viên cương đã thò tay ra phía sau, nắm lấy chuôi đao. Hai người bọn họ còn chưa quên chuyện trước đây vị nghiêm trưởng lão này đã làm ra. Nghiêm lập liếc mắt, trong lòng sinh ra kiên kỵ, cũng không biết tin đồn là thật hay giả, có người nói hai người này đã cao thủ nguyên anh kỳ. Nghiêu hữu đạo giơ tay ngăn cản, chuyện đã qua thì bỏ qua đi. mươi 2326, vén màn tre một. Năm đó, nghiêm lập thật sự đã làm quá đáng, tuy nhiên bên này cũng không khách sáo. Nghiêu hữu đạo hắn giết đồ đệ của nghiêm lập, lại đưa nghiêm lập vào thánh cảnh chịu tội, đã coi như là trả thù rồi. Cộng thêm bây giờ còn có chuyện cần tử kim động phối hợp, không cần thiết phải tính toán nữa. Mạc Linh tuyết mạc trưởng lão kéo nghiêm lập ra phía sau, cùng các trưởng lão khác tiến lên chào hỏi, như trưởng lão. Nghiêu hữu đạo hơi chắp tay cười, các vị lại gặp mặt. Lúc này, vân cơ cùng chung cốc tử và cung lâm sách đi tới. Nhìn thấy hai vị này. Mặc dù lúc trước nhóm người tử Kim Động đã nghe tin đồn Trung Cốc Tử cũng là tu sĩ Nguyên Anh, lúc này gặp vẫn chấn động, vị thái thượng trưởng lão này lại có thể thật sự còn sống. Bọn họ lại nhìn như hữu đạo, hóa ra sư hai đồ này đều giả chết. Sau khi chào hỏi, đám người nghiêm lập hưng phấn hỏi xem tiếp theo tử Kim Động định tranh hùng thiên hạ thế nào. Nhưng Trung Cốc Tử và Cung Lâm sách báo cho bọn họ biết về chuyện vực thứ năm. Dựa theo lời căn dặn như hữu đạo trước đó, bọn họ nói về hiện tượng kỳ lạ ở thiên đồ bí cảnh và trong vô biên sa mạc Nói đại trận do thương tụng để lại sắp sụp đổ, lối đi năm vực sắp đóng kín, linh khí thiên địa lưu thông trong nhân sắp bị cắt đứt nên giới tu hành đang đi về hướng suy bại. Nói cho cùng, chính là bảo tử kim động chuẩn bị rút lui tới vực thứ năm. Đám người Nghiêm Lập dĩ nhiên chấn động, đổi lại thành người khác nói như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ có hoài nghi. Nhưng Trung Cốc Tử và Cung Lâm Sách nói như vậy thì bọn họ dĩ nhiên phải tin tưởng. Khi sắp chia tay, Nghiêm Lập hỏi, trung lão và trưởng môn không trở về cùng đám người chúng ta sao? cung lâm sách oán thầm không ngừng, có thể đi được, người tưởng ta không muốn đi chắc. Nhưng ngoài mặt ông ta vẫn bình tĩnh nói, chuyện nam giới không thể coi thường được, đây vẫn là chuyện quan trọng nhất lúc này. Ta và Trung lão còn muốn ở lại bàn bạc, tất cả công việc trong môn sẽ do mấy vị trưởng lão bàn bạc quyết định, có việc gì thì có truyền tin tới liên hệ. Sau khi đám người này vội vàng rời đi, người của các phái khác lại lần lượt đi tới. Sơn Trang Mao Lư vừa truyền ra tin tức nói một đám tu sĩ Nguyên Anh đều ở trong này, các phái không tìm đến mới là lạ, bọn họ ùn ùn kéo tới. Thiên hành tông đi tới, cũng xuất hiện cảnh tượng oan ra ngõ hẹp. Đỗ Vân tang và Văn Tâm Chiếu đều chạy đến, một người nghe nói phụ thân và ô thường giao đấu muốn xem thử phụ thân có bị thương nặng không, một người là vì liên quan tới chuyện lớn của tông môn. Đỗ Vân Tăng tất nhiên muốn tới xác nhận Văn Hoa có thật sự đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ hay không. Không thể tránh thì Quản Phương Nhi cũng không muốn tránh né nữa. Nghe nói Văn Tâm Chiếu tới, nàng không chỉ chủ động đi ra, còn dẫn Nam Thiên vô phương theo. Hai bên vừa gặp mặt, Quản Phương Nhi sớm nhìn lướt qua Đỗ Vân Tăng một lượt lại xem thường. Chuyện cũ có lẽ khó quên nhưng nàng đã thật sự bỏ xuống. Ánh mắt nàng nhìn Văn Tâm Chiếu, cười khanh khách nói, Đỗ Phu Nhân, nàng không cho ta xuất hiện ở trước mắt nàng, nói gặp một lần lại đánh ta một lần, bây giờ nàng chủ động tìm tới cửa, có phải có lừa người không? Đỗ Vân Tăng không biết quan hệ giữa Nam Thiên Vô Phương và Quản Phương Nhi nên không chú ý tới y, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cánh tay cụt của quản phương nghi rõ ràng muốn nói, nhưng trước mặt của mọi người lại nói không nên lời. Nam Thiên Vô Phương lại đang quan sát Đỗ Vân Tăng, y hiểu rõ chuyện giữa quản phương nghi và Đỗ Vân Tăng, cũng có quan tâm, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được bình tĩnh. Không cần biết trong lòng có ý kiến gì, ít nhất u hiểu rõ sai lầm là do mình gây ra, y không có tư cách đi trách tội. Văn tâm chiếu vốn phản cảm với quản phương nghi, hơn nữa vừa thấy nàng sẽ không nhịn được để ý tới phản ứng của trượng phu, quả nhiên phát hiện có sự khác thường thì lửa giận lập tức thiêu đốt. Nhưng nàng ta cũng không thể hoàn toàn không thức thời, nàng ta đã nghe qua lời đồn, biết bây giờ quản phương nhi là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Trước đó nàng ta đã định không đến, nhưng nghĩ đến có phụ thân ở đó sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, quan trọng hơn là trượng phu có khả năng gặp lại nữ tử kia khiến nàng ta không cách nào nhịn được, không thể không tới giám sát. Lúc này mặc dù có chút kiêng kỵ và cố nén giận, nhưng nàng ta vẫn không thể nào hoàn toàn khống chế được miệng mình, nếu ngươi không làm chuyện trái với lương tâm thì sợ cái gì. Ánh mắt Nam Thiên Vô Phương đột nhiên sắc như dao, nhìn chằm chằm về phía Văn Tâm Chiếu, trong lòng đã muốn giết người. Phái lớn từng đứng đầu thiên hạ bị người đời coi là ma giáo, từ trên danh hiệu của bang phái là có thể nghe ra được chút manh mối. Y làm tả sứ ma giáo cũng không phải làm cảnh, địa vị của y ở ma giáo còn cao hơn cả ô thường, bây giờ chẳng qua chỉ cam tâm tình nguyện im lặng ở trước mặt quản phương Nghi mà thôi văn hoa trầm mặt xuống quát câm miệng có ai làm khách như vậy sao còn không mau nhận lỗi ông ta hiểu rõ tình hình bây giờ nữ nhi căn bản không có khả năng là đối thủ của quản phương nhi ngay cả tính mạng của ông ta còn nằm ở trong tay của sơn trang mao lư nữ nhi nói chuyện không biết trời cao đất rộng không chừng tính mạng của cha con sẽ phải bù vào mất thật ra ông ta vừa thấy nữ nhi chạy tới trong lòng đã tức giận trách nữ nhi hoang đường hồ đồ thật sự không biết trời cao đất rộng quản phương nhi cười dài chờ văn tâm chiếu nhận lỗi Thật ra cứ nhìn dáng vẻ Văn Tâm Chiếu vừa bất mãn lại không dám cản rỡ như vậy, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Văn Tâm Chiếu thật sự rất bất mãn, con đê tiện kia quyến rũ chồng mình, còn bảo mình nhận lỗi à? Chẳng phải chỉ làm cho nàng thấy khó chịu thôi sao? Nam Thiên Vô Phương bước tới, đi từ phía sau quản phương nghi ra. Đỗ Vân Tàng cũng bước tới ngăn cản ở trước người Văn Tâm Chiếu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nam Thiên Vô Phương. Nam Thiên Vô Phương lộ ra sát cơ, mấy người ở đây đều phát hiện được Đỗ Vân Tăng cũng chú ý thấy nhưng không quan tâm giữa hắn và Quản Phương Nhi có chuyện gì xảy ra, không quan tâm giữa hắn và Văn Tâm Chiếu có tình cảm thế nào, hắn cũng không thể để cho người ta lập tức ra tay với thê tử của mình được. Trong mắt Văn Hoa lập tức lộ vẻ khen ngợi, đệ tử này trước sau vẫn là người ông ta thưởng thức, đây cũng là nguyên nhân ông ta bằng lòng gả nữ nhi, cũng truyền vị trí trưởng môn cho đệ tử này, vào thời điểm quan trọng vẫn còn dám đứng ra đảm đương. Nhiều hiểu đạo lên tiếng, tất cả dừng tay cho ta. Nam Thiên vô phương quay đầu nhìn về phía hắn, Văn Hoa vội vàng xoay người nói với hắn, như hữu đạo, ta đáp ứng lời nói ban đầu, ta thực hiện lời hứa, cũng hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình. Như hữu đạo biết ông ta ám chỉ điều gì, trước đây hai bên nói rõ, muốn để cho quản phương nghi tát văn tâm chiếu mấy cái. Ý của Văn Hoa hiển nhiên chỉ đê văn tâm chiếu bị tát mấy cái rồi thôi. Tuy nhiên lần này như hữu đạo hào phóng hơn, thôi đi, chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải truy cứu nữa. Nhưng nữ nhi của ngươi cuối cùng lại dám chạy đến sơn trang mau lư ta để dương oai thì thật sự có chút quá phận. Ta nể mặt văn lão tiên sinh lần này không truy cứu, vẫn hy vọng sau này ngươi có thể quản tốt được nữ nhi của mình. Nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không khách sáo. Văn hoa nghe vậy thì mừng rỡ, cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chắp tay nói, mọi người gọi ngươi là đạo gia, hôm nay vừa thấy, quả nhiên có độ lượng, cảm ơn đạo gia nhiều. Đạo gia yên tâm, sau này ta nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo tiểu nữ. Ông ta quay đầu nhìn về phía văn tâm chiếu quát, còn không cảm ơn đạo gia đã khoan hồng độ lượng. Ông ta biết nữ nhi khó có thể chịu thua với quản phương nhi, cũng biết nơi này là nghiêu hữu đạo nới mới tính nên lập tức chuyển đối tượng để nữ nhi xin lỗi thành nghiêu hữu đạo. chương 2327, Vén Màn Tre 2 Văn tâm chiếu mím môi muốn nhận lỗi, nhưng có chút không cam lòng làm vậy ở ngay trước mặt quản phương nhi. Đỗ Vân tang lập tức kéo văn tâm chiếu và nghiêng đầu ra hiệu, nghe lời phụ thân đi. Lúc này Văn Tâm Chiếu mới có chút bất đắc dĩ chắp tay nói với Nhiêu Hữu Đạo, "Cảm ơn đạo gia khoan hồng độ lượng, không chấp nhặt với phụ nhân như ta." Nhiêu Hữu Đạo cười ha hả nói, "Được rồi, tất cả đều đã qua, các người trò chuyện đi. Ta không đi cùng nữa." Quản Phương Nghi tức giận mắt nhìn chằm chằm về phía Nhiêu Hữu Đạo. Hắn xoay người lại nháy mắt ra hiệu với nàng, khi cầm kiếm rời đi còn cảnh cáo một tiếng, "Không ai được gây sự cả." Quản Phương Nghi nhận được ánh mắt của hắn thì quay đầu liếc nhìn Văn Tâm Chiếu hừ lạnh một tiếng rồi cũng xoay người đi. Nam Thiên Vô Phương cũng đi, ở đó chỉ để lại Vân Cơ chú ý, sẽ không để cho đám người Đỗ Vân Tăng có cơ hội giải trừ cấm chế trong cơ thể Văn Hoa. Quản Phương Nghi vừa theo Nghiêu Hữu Đạo về tới trong viện của hắn thì lập tức nổi giận, đạo ra, người nói vậy là có ý gì? Nghiêu Hữu Đạo dừng bước xoay người, cười nói, vậy nàng muốn thế nào? Quản Phương Nghi tức giận nói, ta không muốn làm gì nàng, ta đã quyết định bỏ qua chuyện cũ, nhưng kẻ đê tiện kia không chịu thua là không được chuyện cũng không thể kết thúc như ngươi nói được. Ngươi làm như vậy, ta trái lại không đồng ý. Nếu không đánh nàng mấy cái, ta không nuốt trôi được cơn giận này. Kẻ đê tiện kia không làm cho ta tức giận, cũng không xứng làm cho ta tức giận, nhưng ngươi làm cho ta tức giận. Như hiểu đạo, trước đây ta đưa vô lượng quả cho văn hoa, lại nói với văn hoa, ta phải đòi lại công bằng cho hồng nương nhà ta, yêu cầu chính là phải đưa văn tâm chiếu đến trước mặt nàng, để cho nàng tát vài cái. Vừa rồi văn hoa nhắc tới lời hứa hẹn, nàng cũng nghe được, chính là chỉ chuyện này. Quản Phương nghi ngẩn ra, vậy ngươi còn ngăn cản làm gì? Như hữu đạo, lúc trước khác, lúc này khác, bây giờ cần phải biến chiến tranh thành tơ lụa, bằng không văn hoa sẽ kiêng kỵ. Ta đang muốn Thiên Hành Tông cố gắng hết sức làm tốt chuyện trước mắt. Bây giờ kết thành hận thù là không sáng suốt, văn tâm chiếu không biết sống chết, không sáng suốt, ngươi cũng muốn học theo nàng ta à? Ta vốn muốn nàng tát cho nàng ta mấy cái rồi thôi nhưng nhìn bộ dạng của văn tâm chiếu là chết sống cũng không cong lưng người cực đoan như vậy thì chỉ cần có cơ hội vẫn sẽ không qua lại tốt với nàng chuyện lật thuyền trong mương vẫn thường xảy ra ta không muốn nàng có hậu hoạn gì nếu như vậy ta cũng không cần phải giữ nàng ta lại nữa chờ chuyện chỗ này xong nàng muốn giết chết nàng ta thế nào cũng được tuy nhiên khí giết nàng ta sẽ gây thù hận với văn hoa vậy không bằng chờ xong hết mọi chuyện lại giải quyết luôn cả văn hoa và đỗ vân tang nàng yên tâm sau này ta nhất định sẽ cho nàng cơ hội nàng theo ta nhiều năm như vậy ta hiểu rất rõ về nàng nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ chưa chắc đã xuống tay được hắn nghiêng đầu nhìn về phía nam thiên vô phương chuyện này người đi làm nam thiên vô phương liếc nhìn quản phương nhi và gật đầu đáp ứng được quản phương nhi bất đắc dĩ tuy không còn tức giận nhưng trái lại muốn nói lại thôi nàng chỉ muốn dạy dỗ cho văn tâm chiếu một chút chưa từng nghĩ tới giết nàng ta chuyện cũ đã bỏ xuống lại càng không cần thiết phải giết văn tâm chiếu. Bây giờ, đạo gia không chỉ muốn giết văn tâm chiếu, còn muốn giết cả văn hoa và đỗ vân tang, làm cho nàng không biết nên nói gì cho phải. Không quan tâm ở tề kinh hay là ở sơn trang mau lư này, cũng không quan tâm nàng bị bao nhiêu oan ức, từ trước đến nay nàng đều không phải là một người thủ đoạn độc ác. Hơn nữa, giữa nàng và đỗ vân tang thật sự có tình yêu, trước kia muốn mạng của đỗ vân tang, nàng thật sự không đành lòng, dù sao y cũng thật sự đối xử tốt với nàng. Có một số việc cũng nên kết thúc rồi, nàng không cần phải để ý tới chuyện này nữa. Như hữu đạo nói xong liền xoay người rời đi, quản phương nghi đứng ngây tại chỗ, nàng chỉ muốn chút giận, đạo gia lại muốn cả nhà họ. Một ý niệm là ma, một ý niệm là Phật, đạo gia vẫn là đạo gia vừa chính vừa tà kia. Quản phương nghi quay đầu nhìn về phía nam thiên vô phương, tính cầu xin cho Đỗ Vân Tăng, nhưng bảo nàng phải mở miệng thế nào đây những kẻ ùn ùn kéo đến không chỉ có liên quan tới các phái, nghe nói nhiều hữu đạo còn sống, yêu vương của bốn biển cũng chạy tới bái kiến. Để kéo gần quan hệ, bọn họ tất nhiên không quên dẫn theo mấy người anh em kết nghĩa với nhiều hữu đạo. Ban đầu, bốn người phù hoa, hồng cái thiên, đoạn vô thường, lãng kinh không còn lo lắng không yên, nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì bây giờ nhiều hữu đạo xưa đâu bằng nay. May là thái độ của nhiều hữu đạo vẫn như xưa, vẫn nhiệt tình, tự mình dẫn theo mấy người du lịch sơn thủy quanh sơn trang mau lư ngắm phong cảnh tất nhiên không phải là mục đích vùng sơn trang mau lư cũng không tính là phong cảnh gì đẹp như hữu đạo muốn nói vẫn là chuyện di chuyển vào vực thứ năm chuyện này như hữu đạo đã cảnh cáo ngay trước mặt yêu vương của bốn biển muốn nhân cơ hội này trả lại sự thanh tịnh cho nhân gian tất cả yêu ma quỷ quái bốn biển phải rời vào vực thứ năm chuyện này cần yêu vương bốn biển tổ chức được có người không tuân theo vậy hắn không thể làm gì khác hơn là phát động một trận càn quét hắn cũng nói đạo lý rõ ràng với mấy người một khi chặt đứt linh khí lưu thông trong năm giới, giới tu hành xuống dốc là tất nhiên. Mà từ nay về sau, cả nhân gian sẽ tiến hành thanh trừ, nếu muốn tránh khỏi, có bản lĩnh thì cả đời đừng có ló đầu ra, bằng không tự mình cân nhắc xem có thể ngăn cản được 10 vạn nha tương bao vây tiêu diệt hay không. Cả đời trốn tránh không dám tùy ý ló mặt ra thì có gì thú vị chứ. Đám người yêu vương bốn biển rời đi, quan cực thái trưởng môn lăng tiêu các lại dẫn anh em kết nghĩa của Ngưu hữu đạo ở toàn thái phong đi tới, cùng đi còn có trưởng môn huyết thần điện và liệt thiên cung. như hữu đạo lại dẫn theo bọn họ du sơn ngoạn thủy ngoại trừ báo cho bọn họ biết chuyện rời đi vực thứ năm. như hữu đạo trực tiếp nói cho ba phái lớn nước tống, hắn muốn đỡ thương triều tông thượng vị thống nhất thiên hạ trả lại quyền cho thương thị. ba phái lớn nước tống khuyên nước tống quy hàng nước yến còn khiến cho nước tống và nước yến đánh một trận làm cho bản thân bọn họ suy nghĩ tới hậu quả. các phái lớn trong thiên hạ đều phái người đến đây. ba phái lớn nước hàn cũng không thể tránh né. Nhiều hiểu đạo vẫn là câu nói kia, bảo nước hàn hàng phục. Ngay cả khí vân tông cũng không thể không đối mặt với hiện thực. Thái thúc phi hoa tự mình chạy tới sơn trang mau lư, nhiều hiểu đạo vẫn chiêu hàng. Ngồi ở bên trong nhà thủy tạ, thái thúc phi hoa im lặng rất lâu. Sơn trang mau lư còn chưa có ra tay, nước tấn lại không ngăn được thế tấn công của quân yến, đánh tiếp nữa, nước tấn cũng không có chút phần thắng nào, chỉ tăng thêm tổn thất và thương vong, ngoan cố chống đỡ thì kết quả chỉ có thể là cả khí vân tông bị đuổi tận giết tuyệt. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Thái Thúc Phi Hoa Gian Nan đưa ra lựa chọn nước tấn nguyện hàng. Không phải ta có kẻ mặc cả, thế tục nước tấn còn có rất nhiều binh sĩ nhà Thái Thúc chẳng biết có được cùng rời vào vực thứ năm hay không. Nghiêu hữu đạo, tất cả tu sĩ phải rời đi, rất nhiều tu sĩ đều có vợ con, Sơn Trang Mao Lư ta còn không đến mức làm ra chuyện bắt rất nhiều tu sĩ phải vợ con ly tán. Làm như vậy sẽ mất lòng người, nhất định sẽ có người ngoan cố chống lại, bất lợi cho chuyện di chuyển. Người nào bằng lòng dẫn vợ con đi đều được, bằng lòng dẫn người thân, bạn bè trong thế tục đi cũng được, người phàm trong thế tục bằng lòng đi cũng được. Tu sĩ chúng ta đã tạo cho thế tục quá nhiều thương vong. Sau khi thiên hạ thống nhất so ta chuẩn bị đại xá thiên hạ, lao ngục trong thiên hạ sẽ chống trải, rời các loại tội phạm đi vực thứ năm. Chương 2328, lợi ích quan trọng một. Tất cả những di chuyển, điều kiện trước tiên chỉ có một, tu sĩ không thể miễn cưỡng uy hiếp người phàm đi tới. Ôi, Thái Thúc Phi Hoa nghe xong khẽ thở dài, khí vân tông không có sức xoay chuyển chiều hướng phát triển nữa rồi. Sa mạc minh mông, 10 con bò cạp vàng ầm ầm phá mặt cát lao ra. Trong không trung phía xa có mười mấy con phi cầm tỏa kỵ xoay quanh lập tức lao tới, hơn trăm người bay lên, rơi vào trên thân của phi cầm tỏa kỵ và rời khi các phía. Viên cương lại dẫn mấy con phi cầm tỏa kỵ quay về Sơn Trang mau Lư. Muốn cho tu sĩ khắp nơi di chuyển vào vực thứ năm, thế lực khắp nơi nhất định phải xác nhận được vực thứ năm có thật sự tồn tại hay không, quan trọng nhất là xác nhận vực thứ năm có thích hợp sinh tồn hay không về điểm ấy nhưu hữu đạo tất nhiên phải để bọn họ xác nhận không có đường sống thì thực lực của ngươi có mạnh mấy đi nữa người ta cũng phải liều mạng với ngươi chịu trách nhiệm việc di chuyển vào vực thứ năm nhưu hữu đạo dĩ nhiên phải giao cho viên cương tới xử lý lần này người dẫn vào thật ra không chỉ có bọn họ trong thế lực khắp nơi có một nhóm người đã ở lại bên trong vực thứ năm thăm dò địa hình mở đường cho môn phái sau nào bước vào chiếm một chỗ sống yên ổn một phần trở lại để mật báo. Một đám người theo viên cương quay về Sơn Trang Mao Lư, bẩm báo với tu sĩ Nguyên Anh các phái bị giam lỏng, xác nhận thật sự có tồn tại một thế giới linh khí đầy đủ thích hợp sinh tồn, màn che cho một lần di chuyển lớn được chính thức kéo ra. Tiêu Diêu cùng nhìn thư do Sơn Trang Mao Lư gửi tới, Long Hưu thở dài thở ngắn. Tiểu nhân đắc chí mà thôi, đệ tử dịch thư bất mãn khác thường lầm bầm một câu. Long Hưu lạnh lùng liếc mắt nhìn, ầm, hắn chợt vỗ bàn, chỉ tay về phía nàng, cuối cùng phất tay áo. Thôi đi, việc đã đến nước này hắn cũng lời nói, chỉ nhắc nhở một câu, người có biết sau khi di chuyển vào vực thứ năm, thế lực của ai lớn nhất không? Thế lực của Ngưu Hữu đạo lớn nhất, tiêu diêu cung ta không có một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, sau khi bước vào vực thứ năm chắc chắn trở thành môn phái nhị lưu. Nhớ tới cung lâm sách, trước đây gã tính là gì, bây giờ ngay cả ta cũng phải xem sắc mặt của gã. Dịch thư nói thầm, làm gì phải nghe Ngưu Hữu đạo hắn. Long Hưu phẫn nộ chê bai, khốn kiếp. Bây giờ chỉ sợ Ngưu Hữu Đạo đang rút kiếm xung quanh với ý định tìm kiếm đối tượng để giết gà dọa khỉ, bây giờ ai dám nhảy ra thì lập tức sẽ nhận lấy một đòn sấm sét. Dịch thư, cho nên đệ tử mới nói hắn tiểu nhân đắc chí, không ngờ một kẻ vô sỉ như thế có thể tranh hùng thiên hạ, còn không biết làm bao nhiêu chuyện không vẻ vang gì, sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng thôi. Long Hưu lười nói thêm với nàng, hắn vuốt sâu suy nghĩ một lúc, ánh mắt lại liếc nhìn lên người đệ tử này, luận về nhan sắc vẫn tính là xinh đẹp. Ánh mắt hắn thoáng động, Tính sau khi bước vào vực thứ 5 sẽ để cho đệ tử này đi nhận lỗi với Ngưu Hữu Đạo, sau đó tìm lý do ở lại bên cạnh Ngưu Hữu Đạo làm trâu làm ngựa các loại. Sau khi có ý định, Long Hưu lại ngồi xuống chấm mực viết ký tên lên trên công văn đại biểu cho Tiêu Diêu Cung. Sơn Trang Mao Lư và cả thế lực khắp nơi cùng nhau phát ra thông cáo với thiên hạ, tu sĩ trong thiên hạ không được tham dự vào chém giết trong thế tục. Như vậy đã cung cấp cơ hội cực tốt cho Thương Triều Tông đang nắm trong tay 10 vạn nha tương. Ba phái lớn nước Tống vừa buông tay, Tử Bình Hưu triển khai hoạt động khiến nước tống đầu hàng đầu tiên. Nước tống không có bất kỳ rối loạn nào chính thức nhập vào bản đồ của nước Yến. Sau đó, chiến sự ở nước Yến và Tấn dừng lại, quân Tấn bỏ khí giới đầu hàng. Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng tự mình dâng thư hàng về phía Thương Triều Tông. Sau khi tiếp nhận đầu hàng, Thương Triều Tông lập tức phái là Đại An dẫn quân bước tiến vào các nơi trong nước Tấn, tiến hành khống chế. Sau đó, Thương Triều Tông vội vàng chạy về Nam Châu, trở lại xử lý chuyện nước tống và nước tấn đầu hàng chỉ là thứ yếu, mục đích thực sự là phải mau chóng đi sơn trang mau lư gặp nhiều hữu đạo. Nước Hàn rõ ràng chưa từ bỏ ý định, cho dù biết nước Hàn không thể nào đối thủ của nước Yến, nhưng vẫn không cam lòng. Chặt tài lộ của người thì chẳng khác nào giết phụ mẫu của người ta, không phải bất đắc dĩ, có mấy người bằng lòng ngoan ngoãn buông tha lợi ích của mình. Bởi vì tu sĩ trong thiên hạ không được lại tham dự vào chém giết trong thế tục, tu sĩ trong thiên hạ không được ra tay với người phàm, một ít đoàn thể lợi ích nước Hàn muốn nắm được cơ hội này gây ra rối loạn để tranh thủ lợi ích cho mình. Cho dù là hàng cũng phải thu được một điều kiện tốt, ví dụ như sau khi hàng sẽ trở thành chư hầu một phương. Từ khi võ triều sụp đổ tới nay, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện cục diện biến hóa lớn, sức sống mới xuất hiện cũng là một cuộc dung chuyển lớn và hỗn loạn, rất nhiều người muốn nhân cơ hội kiếm lời. Trong hỗn loạn như vậy, rất nhiều người đều bàng hoàng, trong lòng Thương Triều Tông cũng bất an. Đối với Thương Triều Tông, tình hình sau này nước hàn không đáng để lo chỉ là vấn đề trả giá cao hay thấp bây giờ vấn đề lớn nhất là nghiêu hữu đạo bên kia tuy hắn từng nói qua sẽ giao thiên hạ này cho y nhưng y cũng không ngờ được ngày này có thể tới nhanh như vậy các nước còn chưa khai chiến toàn diện cái ngày mang tính quyết định này đã vội tới khiến y trở tay không kịp trước mắt thực lực trên tay y cũng là mạnh nhất trong các nước nhưng cuối cùng nghiêu hữu đạo có thái độ thế nào lại đủ để xoay chuyển tất cả một khi nghiêu hữu đạo có ý tưởng gì khác cuộc diện sẽ lập tức bị cuốn đi, ai biết hắn có tính toán gì? Thương triều tông nóng lòng bái kiến nhiêu hữu đạo người có thể một lời quyết định quyền sở hữu trong thiên hạ. Thương triều tông không để ý tới chuyện gì khác nóng lòng chạy tới sơn trang mau lư nơi một lời cũng có thể một lời quyết định sở hữu thiên hạ. Đây cũng là ý của mông sơn minh và lam nhược đình, đồng thời cũng là ý của các văn thần võ tướng trong thương thị, hy vọng thương triều tông phải ổn định sơn trang mau lư, phải ổn định nhiêu hữu đạo thậm chí có không ít người bằng lòng tự mình chạy tới sơn trang mau lư làm mai, thúc đẩy thương thuộc thanh gả cho Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ thương thuộc thanh trở nên xinh đẹp như thế, người bằng lòng làm mai cũng thấy vững tin hơn. Khuyết điểm duy nhất là tuổi tác của thương thuộc thanh hình như hơi lớn, có vài người thậm chí có ý, chỉ cần có thể giữ ổn định đại cục, bảo thương thuộc thanh làm thiếp cũng không phải là không thể. Chuyện làm mai cuối cùng bị mông sơn minh và lam nhược đình bác bỏ. Bọn họ cảm thấy chiêu này không có tác dụng với nghiêu hữu đạo, ý định khó tránh khỏi quá rõ ràng, sợ trái lại sẽ bị hắn xem nhẹ, sợ nhất thời không cẩn thận sẽ đưa tới hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Nói chung, đối mặt với ích lợi quá lớn như vậy, thương triều tông cũng không bình tĩnh nổi, y hưng phấn, lo lắng không yên, khẩn trương khác thường. Nhất là khi được biết thế lực của các quốc gia không ngừng có người đi tới Sơn Trang Mao lư bái kiến nghiêu hữu đạo, thương triều tông càng thêm khẩn trương, có thể nói là cả đêm không thể chợp mắt, ăn cũng không ăn gì. Bọn họ vội vàng trở lại Nam Châu thì đã khuya một đám quả đen rơi vào các nóc nhà của vương phủ, vương phi phượng nhược nam đi ra nghênh đón. sau khi đợi thương thục thanh hành lễ gặp mặt, thương triều tông cười nói với thương thục thanh, thanh nhi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng ta đi sơn trang mau lư. ừ, thương thục thanh khẽ gật đầu, trong lòng cũng vui mừng, muốn mau chóng đi sơn trang mau lư. đợi nàng vừa đi, thương triều tông lập tức kéo phượng nhược nam về phòng, hai vợ chồng bí mật nói chuyện rất lâu. sau khi dùng cơm xong. Phượng Nhược Nam chủ động đi gặp Thương Thục Thanh lại khen, Thanh Nhi bây giờ đúng là xinh đẹp giống như Thiên Tiên. Chương 2329, lợi ích quan trọng 2. Nàng khen một hồi liền khen cho Thương Thục Thanh đỏ mặt tới mang tai, ngượng cúi đầu nói nhỏ, làm gì có đâu. Đại tẩu đừng trêu chọc Thanh Nhi nữa. Phượng Nhược Nam rất thân thiết với nàng, tới gần nắm tay của nàng hỏi, Thanh Nhi, ta nghe nói muội và đạo gia rất tốt. Thương Thục Thanh càng thêm ngượng ngùng hơn, đại tẩu, tỷ đừng nghe người khác nói lung tung, không có đâu. Phượng Nhược Nam nghiêm mặt nói, Thanh Nhi, chuyện như vậy không thể đầu được đâu. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đạo gia cùng muội chàng chàng thiếp thiếp. Thương thị chúng ta là người trong gia đình trong sạch, phải làm gương cho dân chúng nước yến, nếu để chuyện này không minh bạch truyền đi sợ rằng không thích hợp. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra đều phải làm cho rõ ràng. Thanh Nhi, muội nói cho đại tẩu biết suốt cuộc đạo gia có ý gì với muội. Thương Thục Thanh xấu hổ, cũng thấy khó xử nên cúi đầu lắc đầu, muội không biết. Quả quả, ngoài cửa ngân nhi lại ném xương gà lên trên nóc nhà phượng nhược nam quay đầu liếc nhìn và than thở nhà đầu tham ăn này nàng quay đầu lại hỏi thanh nhi lẽ nào đạo gia chưa nói gì với muội sao nghe thương triều tông nói một lúc phượng nhược nam cũng khẩn trương đây chính là vấn đề quyết định quyền sở hữu thiên hạ này liên quan tới lợi ích thật sự quá lớn quan hệ đến tương lai của một đám người nam châu bên này ngay cả nàng muốn không để ý cũng không được thương thục thanh không nói phượng nhược nam vội nói đại tẩu cũng không phải là người ngoài đại tẩu đã từng hại muội chưa ở đây không có người ngoài chỉ có hai chúng ta nói riêng muội yên tâm đại tẩu sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết thương thục thanh do dự một lát ta cũng không biết đạo gia chỉ nói sẽ cho ta một câu trả lời phượng nhược nam trả lời thế nào thương thục thanh lắc đầu không biết phượng nhược nam suy nghĩ một lát lại hỏi thanh nhi vậy muội nói cho đại tẩu biết muội có bằng lòng ở cùng đạo gia không thương thục thanh lập tức lại ngượng ngùng đại tẩu thanh nhi đi đường dài bôn ba nên mệt mỏi muốn nghỉ ngơi phượng nhược nam thật sự bị đẩy ra cửa nàng do dự một lát lại vội vàng đi gặp thương triều tông hai vợ chồng bàn bạc suốt đêm sơn trang mao lư nghiêu hữu đạo gọi viên cương quản phương nghi vân cơ đến trước mặt thấy hắn có vẻ lạ dùng quản phương nghi tò mò hỏi một câu chuyện gì vậy nghiêu hữu đạo trịnh trọng nói cho biết bắt đầu từ ngày mai ta sẽ bế quan một hai tháng chuyện trước mắt sẽ giao cho ba người tới xử lý, cứ làm theo phân phó của ta là được. Bế quan một, hai tháng, viên cương và vân cơ còn tốt, chỉ thấy nghi ngờ, ánh mắt quản phương nghi lại lập tức sáng lên, người cuối cùng cũng muốn bế quan đột phá à. Nghiêu hữu đạo mỉm cười gật đầu, viên cương và vân cơ lập tức hiểu ra, vị này muốn bế quan đột phá nguyên anh kỳ, tất cả đều lập tức gật đầu đáp ứng. Phân chia tốt công việc cho nhau thay phiên chấn thủ Sơn Trang cũng hộ pháp cho Nghiêu Hữu Đạo. Bọn họ vừa bàn bạc bà thỏa đáng, bốn người chợt lần lượt quay đầu nhìn về phía xa. Phía chân trời, chỉ thấy có một đám mây đen bay tới. Quản phương nghi vui, chắc là quận chúa tới. Không sai, thương thục thanh thật sự đang đến đây. Còn có đám người triệu hùng ca, thương triều tông và phượng nhược nam ngồi trên mấy con phi cầm tỏa kỵ đến nữa. Chẳng những phượng nhược nam tới, phượng nhược nam thậm chí đưa cả nhi tử của mình thương triệu dân đến luôn. Hai bên gặp mặt, người tới ngoại trừ triệu hùng ca ra, những người khác không tránh được phải hành lễ. Đạo đạo, Ngân Nhi không để ý nhiều quy củ như vậy, lập tức chạy đi kéo tay áo Nưu Hữu Đạo, ánh mắt rất nghiêm túc nói cho biết, "Đói." Nưu Hữu Đạo cười ha hả, ánh mắt lại rơi vào trên gương mặt của Thương Thục Thanh một lát làm nàng ngượng ngùng đỏ mặt. Nhìn thấy Ngân Nhi và Thương Thục Thanh, hắn không nhịn được nghĩ tới tình cảnh khi nhìn thấy tia ý thức của Lyca. Lúc đó, vấn đề mà hắn còn muốn truy hỏi thật ra có liên quan tới Ngân Nhi. Hắn muốn hỏi Lyca, có phải ánh mắt Ngân Nhi có công năng đặc biệt hay không? sau khi nhìn thấy gương mặt ly ca hắn hình như đã hiểu rõ tại sao ngân nhi lại thân thiết cùng thương thục thanh như vậy viên cương cũng nhìn thẳng vào gương mặt thương thục thanh trong đầu cũng hiện ra bóng dáng của ly ca nghiêu hữu đạo cố nén tâm sự quay đầu cười nói vương ra công vụ bề bộn có việc cứ đưa tin liên hệ là được không cần phải tự mình tới một chuyến như vậy thương triều tông vội nói đạo gia di chuyển tu sĩ trong thiên hạ đã chấn động thiên hạ bản vương không biết nên phối hợp như thế nào mới ổn thỏa nên đặc biệt tới trước mặt đạo gia xin chỉ thị. Tới cũng đã tới nên nhiều hữu đạo không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại rơi vào trên người thương triệu dân, tiểu vương gia cũng tới à. Phượng Nhược Nam cười nói, trước đó nó không nhớ việc, đợi đến khi có thể nhớ người thì đạo gia rời đi, đến nay nó còn không biết dáng vẻ của đạo gia ra sao. Cho nên, chúng ta đặc biệt cho nó tới gặp đạo gia. Nàng vừa dứt lời lập tức đẩy con trai từ sau lưng ra, triệu dân, đây là đạo gia, tên của con còn do đạo gia tự mình đặt cho đấy. Đạo gia đặt tên cho con như vậy là mong con có thể có tiền đồ, còn không mau bái kiến đi. Lúc này Thương Triệu Dân tiến lên, Dân Nhi bái kiến đạo gia, cảm ơn đạo gia ban tên cho. Dân Nhi nhất định sẽ không phụ mong đợi của đạo gia, tương lai còn dài nhất định sẽ dụng tâm vì dân. Nưu Hữu đạo nghe xong cười ha ha, tốt, 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 quả nhiên là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, chỉ chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Hắn vui mừng xoa đầu đứa trẻ. Thấy con làm Nưu Hữu đạo vui vẻ, Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam nhìn nhau cũng âm thầm mừng rỡ. Tiếp theo, thương triệu dân lại bái kiến đám người viên cương, lời nói và việc làm nho nhã lễ độ, nói có hình có dạng, lộ vẻ thông minh ngoan ngoãn và đáng yêu, khiến cho mấy đại nhân đều rất cao hứng. Thật ra có mấy lời đều do phu thê thương Triều tông đã dạy hết lần này đến lần khác trước khi tới đây rồi. Đợi một đám người hàn huyên xong, triệu hùng ca ho khan một tiếng và nghiêng đầu ra hiệu với như hữu đạo. Như hữu đạo hiểu ý, bảo đám người quản phương nghi chiều đãi khách, mình cùng triệu hùng ca đi ra ngoài biết hai người có việc muốn nói riêng một chút, phu thê thương chiều tông nghẹn một bụng cũng chỉ có thể nhịn xuống, không dám quấy dày. Ra khỏi sơn trang, hai đệ tử trước kia của Thượng Thanh Tông đứng sóng vai ở bên mép núi, Triệu Hùng ca mở miệng trước, chuyện di chuyển tu sĩ trong thiên hạ vào vực thứ năm cũng bao gồm cả Thượng Thanh Tông sao. Nhiều hữu đạo đã biết y tới là muốn nói chuyện này, đúng vậy. Chúng ta cũng phải đi. Triệu Hùng ca quay đầu nhìn về phía hắn, người thậm chí không buông tha cho Thượng Thanh Tông sao nghiêu hữu đạo người chắc hẳn đã nghe tin đồn không có gì là buông tha hay không buông tha cả sau khi linh khí lưu thông nam giới bị chặt đứt thượng thanh tông tiếp tục ở lại nhân gian thì chắc chắn phải xuống dốc ngươi không phải vẫn muốn chấn hưng thượng thanh tông sao triệu hùng ca thoát khỏi nhân gian ta cũng không biết chấn hưng thượng thanh tông có ý nghĩa gì nữa không thể không đi sao lại không có cách nào khác để giải quyết à nghiêu hữu đạo nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào y ta nói này triệu sư thúc chuyện lời đồn năm đó ninh vương muốn làm là thật Đông Quách Lão Nhi và Đường Mục âm thầm trợ giúp là vì cái gì? Ta chỉ là đang hoàn thành tâm nguyện của đám người Đông Quách Lão Nhi để lại thôi. Lúc này Thượng Thanh Tông đáng thương, nhưng một khi thành thế lực tu hành duy nhất của nhân gian, người dám cam đoan sẽ không thay lòng à. Triệu Hùng ca, chỉ cần có ta ở đó, ta sẽ không cho phép. Nghiêu hiểu đạo, nực cười. Người nghĩ rằng người thật sự có thể vô địch thiên hạ sao? Ta có thể đẩy ngã chín thánh, lại có người có thể hại chết ngươi. Ngày phòng đêm phòng, bên trong thượng thanh tông khó phòng. Chương 2330, ta bằng lòng lấy thiên hạ đổi lấy muội muội này của vương gia. Không phải ta nói ngươi, ngươi giữ bí mật tạm được, bản lĩnh trục lợi thiên hạ khống chế người thì ngươi lại không tốt. Triệu sư thúc, chỉ vì tâm tư riêng của mình như vậy là không thích hợp đâu, không nên hại người hại mình. Ngươi suy nghĩ xem thánh nữ chết thế nào, suy nghĩ xem đông quách lão nhi và đường mục chết thế nào, hàng năm chiến loạn, thiên hạ này đã có bao nhiêu người phải uổng mạng. Ngươi muốn xuất hiện một người tới đuổi tận giết tuyệt Thượng Thanh Tông sao? Triệu Hùng ca im lặng, như hiểu đạo, dẫn theo Thượng Thanh Tông đi vực thứ năm, muốn chấn hưng thì đi vực thứ năm chấn hưng đi. Đi tới vực thứ năm, Thượng Thanh Tông có người ở đó, còn có đám người sơn trang mau lư của ta, Thượng Thanh Tông sẽ nhanh chóng quật khởi. Sưng hùng một vực còn chưa đủ sao, Thượng Thanh Tông còn muốn độc bá năm vực à, không nên quá tham lam, đi vực thứ năm, các người thích đánh đánh giết giết thế nào cũng được, không nên lại liên lụy tới muôn dân trăm họ trong thiên hạ này nữa, vẽ một vòng tròn, các ngươi ở trong vòng chơi đi, muốn chơi thế nào cứ tận hứng mà làm. Về phần ta, ta thật sự mệt mỏi rồi, chúng ta thôi sao, triệu hùng ca nhìn về phía hắn, ngươi còn không muốn để ý tới thượng thanh tông sao. Nghiêu hữu đạo, vì ta mà rất nhiều người chết rồi. Hai tay đã dính đầy máu, ta nói ra không sợ người cười, ta tin nhân quả báo ứng. Không chỉ đối với Thượng Thanh Tông, đối với tất cả, ta chỉ sẽ đứng ngoài quan sát sẽ không lại tham gia vào nữa ta sẽ rời xa những thị phi này triệu hùng ca cười người trong giang hồ chỉ mong ngươi tránh né nhiều người như vậy tiến vực thứ năm đến lúc đó ta ngược lại muốn xem thử ngươi trốn thế nào dứt lời y xoay người rời đi như hữu đạo mỉm cười ánh mắt nhìn về phía xa hắn lặng im lơ đãng một hồi vừa quay người lại nào ngờ nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp cao lớn đi tới người này không phải là ai khác chính là phượng nhược nam phượng nhược nam vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với hắn đây cũng là ý của thương triều tông có một số việc nam nhân mở miệng không thích hợp bây giờ dù sao nghiêu hữu đạo cũng không phải tiểu tử năm đó nàng dám dương cung bắn chết trên sông cả nhà trên dưới đều sẽ phụ thuộc vào hắn nghĩ đến chuyện sắp nói nàng cũng lo lắng không yên đạo gia phượng nhược nam tới gần khẽ nhún gối hành lễ nhìn thấy nữ nhân này lộ ra dáng vẻ nhã nhận như vậy trong lòng nghiêu hữu đạo lại cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh vương phi có việc gì sao phượng nhược nam đoán ý qua lời nói và sắc mặt nói đúng là ta có chút việc nhưng không biết có nên nói hay không nghiêu hữu đạo mỉm cười vương phi khách sáo rồi luận về quan hệ người nơi này chúng ta cơ bản quen biết sớm hơn ai khác ta là nhớ tình cũ trước mắt chỉ có hai người chúng ta không tính về thân phận và địa vị chỉ luận về giao tình của chúng ta có lời gì vương phi cứ việc nói trong lòng Phượng Nhược Nam có chút cảm động, nhưng chuyện này không thể coi thường được, nên vẫn rẻ dặt nói, vậy xem như thiếp thân lại cản rỡ rồi. Đạo gia, ta nghe được một ít tin đồn nhảm, không biết là thật hay giả. Ta nghe nói quan hệ của đạo gia và Thanh Nhi có chút thân thiết, một ít tin đồn không chỉ ảnh hưởng tới danh dự của đạo gia, dù sao Thanh Nhi cũng là một nữ tử chưa xuất giá. Như hiểu đạo giơ tay lên ngăn cản, không cần đoán nữa, quan hệ giữa ta và quận chúa thật sự rất thân thiết, không dối gạt vương phi, ta rất thích Thanh Nhi, không biết giải thích như vậy, Vương Phi có thỏa mãn không? Phượng Nhược Nam nghe xong tinh thần phấn chấn, lại thử do xét nói, vậy không biết đạo gia có tính toán gì với tương lai của Thanh Nhi không? Nghiêu Hữu đạo trực tiếp nói rõ, chỉ cần quận chúa bằng lòng, ta sẵn sàng lấy thiên hạ này đổi với muội muội của Vương Gia. Huynh trưởng như phụ thân, chỉ là không biết thái độ của Vương Gia thế nào. Đương nhiên, nếu như quận chúa không muốn theo ta, ta cũng không miễn cưỡng. A. À, Phượng Nhược Nam bị hắn trực tiếp nói như vậy thì luống cuống tay chân, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Như hiểu đạo lại không phải là người ngu, một đám văn thần võ tướng xúc dục thương Triều Tông làm gì, dựa vào con đường tin tức của hắn không phải là không biết, trong lòng sớm đã biết rõ. Hai phu thê này cùng đi, còn dẫn theo cả nhi tử đi cùng có mục đích gì, trong lòng hắn cũng biết rõ. Nhưng những điều này cũng không sao, Hắn sẽ không bởi vì một chút khuyết điểm tham lam nhỏ nhặt nào đó mà phủ nhận ưu điểm của tất cả đám người Thương Triều Tông. Còn ai có thể không có chút tâm tư riêng chứ? Luận về trị quốc, đám người Thương Triều Tông làm thật sự rất giỏi. Trước đó, Nam Châu Dân Sinh và Phồn Vinh, hắn đều có thể nhìn thấy. Luận về võ lực, đám người Thương Triều Tông đứng hàng đầu, có thể dẹp yên đám gây rối. Bất luận là văn hay võ thì đám người Thương Triều Tông đều có thể nhanh chóng bình định thiên hạ, khiến thiên hạ bước vào trạng thái sinh sống yên ổn hồi phục lại nguyên khí. Nếu như bùn loãng không chát nổi tường, không quan tâm có quan hệ gần gũi thế nào, hắn cũng sẽ không đỡ nổi thế lực thương thị đi lên. Phượng Nhược Nam có cảm giác xấu hổ khi người ta nhìn thấu, lời lẽ có phần gượng gạo. Như Hữu đạo mỉm cười nói, Vương Phi có thể nói thái độ của ta cho Vương gia biết, trả lời chắc chắn cho Vương gia của chúng ta. Mặt khác, mong Vương Phi mời quận chúa tới đây một chút. Ta cũng muốn trực tiếp hỏi thăm về thái độ của quận chúa có một số việc không nên kéo dài nữa cũng nên có một sự kết thúc hả à được phượng nhược nam liên tục gật đầu và nhún người hành lễ rồi vội vàng rời đi thương triều tông đang nói chuyện cùng đám người quản phương nhi lại nhìn thấy phượng nhược nam trở về thì không khỏi nhíu mày sao nhanh như thế đã trở về rồi đã nói rõ mọi chuyện chưa phượng nhược nam bước nhanh tới và xin lỗi đám người quản phương nhi một lát rồi kéo thương triều tông và thương thục thanh qua một bên sao vậy thương triều tông nhìn xung quanh lo lắng vừa hỏi trong mắt Phượng Nhược Nam lộ vẻ hưng phấn, nắm tay Thương Thục Thanh nói: "Thanh Nhi, ta đã giúp muội thăm dò thái độ của đạo gia. Đạo gia nói rõ ràng cho ta biết, hắn bằng lòng ở cùng với muội, chỉ là không biết thái độ của muội thế nào. Bây giờ đạo gia đang chờ muội ở bên ngoài, lại chờ một câu nói của muội. Nếu muội đồng ý, quan hệ giữa muội và đạo gia lại được xác nhận." A, à, Thương Thục Thanh giật mình kinh ngạc, không ngờ được đại tẩu tự nhiên lén làm ra chuyện như vậy sau lưng mình nàng lập tức hoảng sợ đại tẩu đừng đùa thanh nhi đạo ra sao có thể nói thẳng chuyện như vậy được phượng nhược nam trừng mắt thanh nhi đại tẩu đã kiên trì hỏi giúp muội rồi muội có bằng lòng hay không thì cứ nói một câu nếu như muội không muốn ta lập tức qua từ chối giúp muội nàng vừa nói dứt lời liền xoay người rời đi đại tẩu thương thục thanh lập tức sốt ruột kéo cánh tay phượng nhược nam lại phượng nhược nam quay đầu nhìn nàng thương thục thanh xấu hổ ấp úng không thể nói được tâm tư của mình Thương Triều Tông tròn mắt nhìn, ánh mắt lóe lên. Phượng Nhược Nam thuận thế kéo cánh tay Thương Thục Thanh, trực tiếp lôi nàng đi. Thương Triều Tông đỏ mắt nhìn theo. Phượng Nhược Nam kéo Thương Thục Thanh tới cửa sơn trang mới xoay người đẩy vào sau lưng nàng, đẩy nàng ra ngoài, muội có ý gì thì cứ nói cho đạo gia biết đi. Thương Thục Thanh hoang mang một hồi thì Phượng Nhược Nam đã chạy mất. Đợi phu nhân trở về, Thương Triều Tông lập tức khẽ hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Phượng Nhược Nam khẽ nói, đạo gia không hổ danh là đạo gia, gọn gàng dứt khoát. Hắn nói rõ ràng cho ta biết, sẵn lòng lấy cả thiên hạ đổi lấy muội muội của vương gia. Bây giờ đạo gia đã tỏ rõ thái độ, nói hắn sẽ không miễn cưỡng Thanh nhi. Tinh thần thương Triều tông phấn chấn, nhưng nhìn muội muội đang đứng nhìn ra ngoài cửa với vẻ xấu hổ bất an, y lại khẩn trương, rốt cuộc nha đầu Thanh nhi có ý gì? Chương 2331, một viên cuối cùng một. Phượng Nhược Nam kéo y cười nói, chàng khẩn trương làm gì, tâm tư của Thanh nhi đã rõ ràng, còn thiếu đạo gia cho thùng vách giấy thôi. Chỉ cần đạo gia đáp ứng, chuyện này sẽ ổn. Thương Triều Tông suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Y phát hiện mình đúng là quan tâm qua nên bị loạn, đúng là hồ đồ. Bàn tay Y trà sát, hưng phấn. Bên vách núi, Nghiêu Hiếu Đạo quay đầu nhìn thấy Thương Thục Thanh đang lo lắng bất an thì cười, vẫy tay gọi nàng. Nhìn thấy hắn gọi mình, Thương Thục Thanh cắn môi, lúc này mới có can đảm chậm rãi đi tới bên cạnh Nghiêu Hiếu Đạo, sau đế tô khẽ nói, đạo ra. Mặt nàng nóng bùng, đỏ như muốn nhỏ máu vậy. Nghiêu hữu đạo ngắm nhìn một lát cho thấy buồn cười nói, Vương Phi đã nói cho nàng biết ý của ta chưa? Thương Thục Thanh cúi đầu, ừ một tiếng giống như tiếng muối kêu, hai tay không biết nên đặt ở đâu. như hữu đạo, ta biết, hình như gọi đến hết đi với nàng như vậy là không công bằng với nàng, có vẻ ta quá cường thế, giống như ta đang ỷ thế hiếp người vậy. Nhưng nàng không mở miệng, ta là nam nhân nên không thể làm gì khác hơn là chủ động một chút. Bây giờ ta chỉ hỏi quận chúa một câu, nàng có bằng lòng giao cả đời mình cho ta không? Thương Thục Thanh cắn môi, rõ ràng rất do dự nhưng không mở miệng. Mà đây cũng là điểm Ngưu Hữu Đạo nghi ngờ nhất, nếu mắt hắn không ngủ thì có thể nhìn ra được nữ nhân này chắc chắn thích mình, vì sao mình nói rõ ràng như vậy, nàng vẫn luôn có vẻ như gần như xa giữ một khoảng cách. Điều này làm cho trong lòng hắn ngược lại có phần không vững tin. Đợi một lúc, Ngưu Hữu Đạo thử hỏi, quận chúa, nếu như nàng không muốn cũng có thể trực tiếp nói cho ta biết, có phải nàng không muốn đúng không? Thương Thục Thanh lắc đầu, như hữu đạo vậy chính là bằng lòng thương thục thanh lại khẽ lắc đầu đây là ý gì như hữu đạo không nhịn được gái mặt hỏi quận chúa có lo lắng gì sao thương thục thanh im lặng một lát cuối cùng lên tiếng đạo gia ta biết ca ca đại tàu có mưu đồ gì sợ rằng tâm tư của bọn họ không thể gạt được đạo gia thanh nhi sợ bị đạo gia coi thường hóa ra là lo lắng này như hữu đạo than thở chuyện thường tình của con người không đáng để lo lắng đừng nói bọn họ trên đời ai có thể không có tâm tư tạp niệm riêng phụ mẫu và huynh đệ tỷ muội sao bọn họ là bọn họ nàng là nàng hai việc này khác nhau ngươi thật sự suy nghĩ nhiều rồi ta có thể nói cho quận chúa biết ta cũng sẽ đi vào vực thứ năm nên không còn quá nhiều thời gian cho chúng ta nữa ta muốn dẫn quận chúa cùng rời đi sau này sẽ không gặp lại bọn họ nữa thương thục thanh run lên và ngẩng đầu nhìn hắn nàng nghe cũng hiểu mình không đồng ý thì hắn sẽ đi do dự một lát nàng mới lấy dũng khí hỏi, đạo gia có thể vì gương mặt của Thanh Nhi thay đổi nên mới thương xót Thanh Nhi hay không? Như hiểu đạo cười gượng, cũng có nguyên nhân này. Trên mặt thương thuộc Thanh hiện lên vẻ đau khổ, đạo gia, tuổi tác của Thanh Nhi không nhỏ, tuổi thanh xuân đã không còn nữa. Ngài là người trong giới tu hành nên giới hạn tuổi thọ lâu dài, Thanh Nhi chỉ là phàm phu tục tử nên rất nhanh sẽ giải yếu sắc suy. Nếu như gương mặt Thanh Nhi không còn như vậy nữa, Thanh Nhi sợ sẽ rước lấy đạo gia ghét bỏ. Thanh Nhi sợ hãi, trong mắt nàng đã ngân ngấn nước mắt như hiếu đạo chợt chậm rãi giơ tay ra nắm lấy cảm của nàng nâng cương mặt sạch sẽ động lòng người của nàng lên yên tâm có ta ở đây không phải sợ ta sẽ làm cho nàng vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân chuyện nàng lo lắng sẽ vĩnh viễn không xảy ra thương thuộc thanh cười trong nước mắt mình là một phàm phu tục tử không cần giữ thanh xuân vĩnh viễn gì cả nhưng có lời này của đối phương là đủ rồi Nghiêu Hữu đạo thả cầm của nàng ra và nói với vẻ tự trách, đều là lỗi của ta, bây giờ chúng ta không nói chuyện này nữa. Quận chúa cứ chờ xem ta có thể làm được hay không. Hắn buông tha, cảm thấy trong lúc vô tình mình thật sự có vẻ quá cường thế, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Thương Thục Thanh, không quan tâm đến lo lắng của nàng đã nóng lòng ép nàng phải đưa ra lựa chọn. Vì vậy phu thê Thương Triều Tông không thể nhận được kết quả gì từ trong miệng của Thương Thục Thanh. Nàng ấp úng không chịu nói, cũng không biết nên trả lời như thế nào điều này làm cho thương triều tông có chút lo lắng may là lúc rời đi như hữu đạo vẫn an bài cho triệu hùng ca tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ y điều này có nghĩa là như hữu đạo vẫn đang ủng hộ y ít nhiều cũng khiến cho y yên tâm hơn trước khi chia tay như hữu đạo hỏi nước hàn bên kia vương gia chuẩn bị thế nào thương triều tông đại thế của nước hàn đã mất nhưng ý định của một vài thế lực bên kia rất rõ ràng cậy vào thế lực của mình mà muốn có một kết quả danh hiệu tốt nhất muốn cò kè mặc cả có người muốn tiếp tục có quân đội trong tay chiếm lấy biên giới, muốn làm chư hầu một phương. Ý của ta là không thể dung túng, đáp ứng một bên thì khó bảo toàn những người khác sẽ có tâm tư tương tự. Vào lúc này quyết không thể thỏa hiệp, tiêu diệt mới là thượng sách. Như hữu đạo, một lần đánh này, sợ rằng không biết có bao nhiêu người lại phải cửa nát nhà tan. Thương triều tông, đạo gia, không phá thì không xây được, không nhân lúc này bình sức không sợ mẻ, sau này hòa làm một thể chính là ung nhọt sinh trưởng ở trên người mình muốn vứt bỏ sẽ càng thêm đau nhức, sau đó lợi ích khắp nơi sẽ liên kết với nhau, muốn động thủ lần nữa sẽ gặp phải sức cản rất lớn, hậu hoạn vô cùng. Lúc này dùng binh không ngừng nỗ lực đến cùng, khiến cho bọn đạo trích không dám lại có ý nghĩ hồi sinh, có thể bảo vệ hơn 10 năm Thái Bình, có thể khiến cho thiên hạ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhiều hiểu đạo nói lời kia cũng chỉ là xúc động khi lại phải chết không ít người, thật ra hắn biết không cho thương triều tông đánh cho khắp nơi hàng phục, không cho thương triều tông trấn áp khắp nơi, không cho thương triều tông đứng lên quét ngang thiên hạ lập uy tín, một khi đám người bọn họ rời đi, khắp nơi tất nhiên sẽ dục dịch. Đây cũng là nguyên nhân hắn sớm bảo tu sĩ trong thiên hạ thu tay lại, chính là cho thương triều tông cơ hội dùng vũ lực. Nhân lúc đám người bọn họ còn đang ở đây, cục diện không đến mức không khống chế được. Cứ làm theo suy nghĩ của các ngươi đi, Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài, Thương Triều Tông chắp tay từ biệt, Ngưu Hữu Đạo nhìn theo bóng y rời đi thật ra chính hắn cũng không biết để cho một nhà độc quyền tốt hay là để mấy nhà cùng tồn tại thì tốt hơn nhưng hắn biết trên đời này không có tồn tại nào có thể hoàn toàn khống chế ít nhất trước mắt xem ra một nhà độc quyền có thể nhanh chóng khôi phục thái bình hơn thương thục thanh không rời đi mà tạm thời ở lại sơn trang mao lư đám nhà tương cũng ở lại khiến cho khắp nơi trong sơn trang mao lư có thể nhìn thấy quả đen sau khi tiến khách đi Nhiều hữu đạo đi tìm lữ vô song và nói chuyện với nàng một lâu mới trở về gian phòng của mình cũng gọi viên cương quản phương nghi và vân cơ tới gặp ngay trước mặt ba người như hữu đạo mở ra một cái hộp bí mật khi mở hộp ra chỉ thấy có ánh sáng màu đỏ phóng ra bên trong không ngờ có đặt một vô lượng quả ba người ngơ ngác nhìn nhau không biết hắn gọi bọn họ tới xem cái này là có ý gì như hữu đạo hồng nương trong khoảng thời gian nàng và vân cơ bế quan dẫn cả quận chúa theo ba người càng không hiểu quản phương nghi nghi ngờ nói dẫn quận chúa đi bế quan à Nghiêu Hữu Đạo, hai người liên thủ, lợi dụng hiệu quả ngoài dự đoán của vô lượng quả giúp quận chúa tẩy tủy phạt kinh, giúp cơ thể quận chúa thay ra đổi thịt. Ta biết điều này rất khó khăn, theo lý thuyết chỉ có bản thân mới có thể cảm giác nhạy bén được từng chỗ rất nhỏ trong cơ thể, dễ dàng điều khiển, nhưng quận chúa không phải là tu sĩ, nàng căn bản không có năng lực này. Chương 2332, một viên cuối cùng hai. Dựa vào chính nàng thì cơ thể cũng không chịu nổi dược lực này, nếu dùng loạn sẽ không khác nào dùng kịch độc ta hỏi ý kiến của lữ vô song vốn dựa vào tu vi của nàng một mình nàng có thể trợ giúp quận chúa đạt được điều đó nhưng tu vi của nàng đã bị phế theo cách nói của lữ vô song để cho một trong hai người làm sợ rằng cũng quá sức hai người liên thủ sẽ không có vấn đề gì tu vi không đủ thì có thể thay phiên nghỉ ngơi cho nên phải làm phiền hai người rồi thật ra giúp chuyện này cũng không có gì mấu chốt là vô lượng quả này ba người giật mình không nhỏ trước đó nghiêu hữu đạo đã thông báo sẽ bế quan đột phá Vân cơ trầm giọng nói, còn lại có một vô lượng quả này, người không dùng mà cho quận chúa sao? Nghiêu hữu đạo, 12 viên vô lượng quả, hồ tộc bên kia còn có một viên, sau này hồ tộc sẽ đưa qua. Quản phương nghi, quả của hồ tộc không phải đã bị ngân cơ dùng rồi sao? Nghiêu hữu đạo, đó chỉ là cách nói với bên ngoài mà thôi, tuyệt đối không phải. Hắn khép cái hộp lại và đưa cho hai người. Quản phương nghi tiến lên ôm ở trong tay, bĩu môi nói, đối với người trong lòng quả nhiên có khác. Ta cũng có người trong lòng người không sợ ta mang theo vô lượng quả này chạy mất à? Như hiểu đạo, nếu như nàng cho rằng nàng có thể dẫn theo nam thiên vô phương chạy ra khỏi đây, nàng cứ việc thử xem. Quản phương nghi nhíu mày, ta có thể chặt một cánh tay của y, cùng lắm thì chạy một mình, lợi dụng vô lượng quả này để khôi phục. Như hiểu đạo, nếu như ngay cả nàng cũng phản bội ta, vậy chỉ có thể là ta sai, ta còn có thể nói gì nữa. Hắn hơi nhíu mày, nói đến cánh tay này của nàng, quỷ y đang nằm trong sự khống chế của chúng ta, ông ta hẳn có cách nối một cách tay cho nàng. Nàng có thể thử xem thế nào. Quản phương nghi im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu, một cánh tay chưa được vô lượng quả rèn luyện qua sẽ giảm đi rất nhiều. Ta đã từng nghĩ tới quỷ y bên kia, nhưng lắp cánh tay của một người khác ở trên người mình luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Chuyện này ta còn không suy nghĩ xong, quỷ y cũng sẽ tiến vực thứ năm chứ. Như Hữu đạo gật đầu, có vào. Quản phương nghi than thở, vậy để ta suy nghĩ thêm đi chờ ta có thể tiếp nhận được cánh tay của người khác, đi vào vực thứ năm lại nối cũng không muộn. Nói làm liền làm, nhiều Hiễu đạo lập tức bảo viên cương đi gọi thương thục thanh tới, bảo quản phương nghi và vân cơ trực tiếp đưa nàng vào phòng tu luyện của mình. Sau khi cửa đá đóng kín, thương thục thanh còn không biết phải làm gì thì quản phương nghi đã lên tiếng nói, quận chúa cởi quần áo ra, cởi sạch sẽ, không cần giữ lại vật gì cản trở. Cởi sạch trang phục à, thương thục thanh lập tức xấu hổ, không hiểu nói, hồng tỷ, vân tỷ, sao lại phải làm vậy? bên trong hiện lên ánh sáng màu đỏ quản phương nghi mở cái hộp và lấy ra trái cây kia quận chúa nàng đúng là rất may mắn đấy đây là vô lượng quả trong truyền thuyết đạo gia không tiếc dùng bảo vật như vậy bảo chúng ta trợ giúp nàng tẩy tủy phạt kinh sau này nàng nhất định thay ra đổi thịt từ nay về sau có thể trường sinh bất lão hay không thì không biết nhưng bởi vì phần lớn người sớm dùng vô lượng quả đều đã chết oan chết uổng không có cách nào xác định được có thể trường sinh hay không nhưng vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân là có thật nàng nhìn thử lữ vô xong thì sẽ biết người mấy trăm tuổi mà vẫn trẻ tuổi như vậy a à, thương thuộc thanh có cảm giác như đang nằm mơ nhìn trái cây phát sáng trong tay đối phương vân cơ quận chúa cởi sạch trang phục đi tu vi của hai chúng ta có hạn sợ khó có thể khống chế tốt có càng ít vật ngoài quấy nhiễu càng tốt mọi người đều là nữ nhân nên không cần phải xấu hổ chúng ta làm vậy cũng là muốn tốt cho nàng thôi ở đình viện trong sơn trang nghiêu hữu đạo quay đầu phát hiện viên cương vẫn đi theo mình thì hỏi cúi đầu làm gì vậy viên cương chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn thật ra đó chính là một viên cuối cùng đúng không dù sao hắn ta cũng hiểu rõ nghiêu hữu đạo biết hắn không phải là người có lòng tham không có khả năng giữ lại hai viên chuẩn bị cho mình nghiêu hữu đạo không trả lời vấn đề này đi tìm lữ vô song truyền tin tức cho thánh cảnh bên kia thông báo mấy người của đại thánh địa còn ẩn nấp ở trong thánh cảnh rời khỏi thánh cảnh chuẩn bị di chuyển nói cho các nơi phải thành thật tập trung người của mình đi tới bằng không sẽ hỏi tội liên đới người nào quá thời hạn mà không rời đi thì giết không tha còn cả hồ tộc bên kia nữa bảo hắc phân tới gặp ta thuận tiện cũng dẫn đám người hỏa phượng hoàng đến viên cương dạo một tiếng rồi lặng lẽ xoay người rời đi áp lực của nước hàn tăng lên thương triều tông trở lại nam châu lập tức triệu tập nhân mã của nước yến đồng thời ra lệnh cho người của nguyên tống quốc chia binh làm hai đường đồng thời tiến về phía nước hàn tình hình cuộc chiến hết sức căng thẳng thế lực các nơi của giới tu hành lại đang theo kế hoạch chuẩn bị cho công việc di chuyển chẳng những là nhằm vào môn phái của mình còn phải để ý tu gom các tán tu trong khu vực mình quản lý đồng thời còn có các phương diện gia quyến liên quan trong thế tục người nào dẫn đi người nào bằng lòng đi theo lại liên lụy tới cả thiên hạ quy mô của sự kiện này rất khổng lồ thứ sử phủ bắc châu đang vô cùng bận rộn thiệu đăng vân phải lao tới tiền tuyến chuẩn bị công tác chiến đấu với quân hàn Đồng thời có khách quý đến nhà, Thiệu Đăng Vân vội vàng tranh thủ thời gian để gặp mặt. Bành hữu tại tới, cũng là lần cuối cùng hắn đến gặp mặt Thiệu Đăng Vân. Dù sao bọn họ qua lại với nhiều năm, sắp đi cũng nên đến đây chào từ biệt. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ phải dẫn đầu người của Thiên Ngọc Môn một đường đi về hướng Tây. Nhớ lại chuyện xưa, nói tới sau này, Bành hữu tại không khỏi xúc động vì thời khắc sắp chia tay, chợt có lòng tốt hỏi thăm, bên thứ sử đại nhân có thể có người nào muốn đi tới vực thứ năm không? nếu có, ở trên đường bên ta cũng vừa lúc giúp đỡ chăm sóc dẫn đi cùng. Thiệu Đăng Vân than thở, trong thế tục, người bằng lòng đi chắc hẳn à đều đã tìm được quý phái, người khác không lên tiếng thì chắc hẳn cũng không muốn đi. Bành trưởng môn lần này đi phải cẩn trọng đấy, bành hữu tại gật đầu, không muốn nhiều lời, chắp tay rời đi. Nhóm người mới rời đi không bao lâu, dương song kích động đi nhanh đến kêu, lão ra, ngài mau xem là ai tới. Thiệu Đăng Vân đang căn dặn thủ hạ về việc quân nhìn lại, vành mắt đỏ hoe thiệu liễu nhi tới sau khi nước tấn quyết định đầu hàng cuối cùng không dám ra tay giết đám người thiệu liễu nhi vì sợ đắc tội thiệu đăng vân đại tướng dưới tay của thương triều tông nên thả ra hết sau khi bên phía thương triều tông nhận được người cũng lập tức phái người bảo vệ đám người thiệu liễu nhi đưa tới bây giờ thiệu liễu nhi đã không còn là thiếu nữ ngây ngô năm đó nữa nàng đã mặc trang phục phụ nhân trên mặt cũng thêm vẻ tan thương trong mái tóc đen thậm chí còn có vài sợi tóc bạc dễ làm cho người khác chú ý từ thiên kim đại tiểu thư nhà thứ sử bắc châu Đến vương phi Tề quốc, lại từng là hoàng hậu Tề quốc. Sau khi nước mất, trải qua thời điểm lòng người dễ thay đổi thật vất vả mới được yên ổn, kết quả lại thành tù nhân. Một thời gian phong quang lại một thời gian nơm nớp lo sợ giống như đi trên băng mỏng, người ngoài không có cách nào tưởng tượng được lòng dạ nàng trong quá trình này. Nhìn thấy phụ thân tóc bà càng lộ vẻ già nua hơn, Thiệu Liễu Nhi cũng không kìm chế được cảm xúc mà chạy như bay đến, quỳ xuống dập đầu trên mặt đất phụ thân, nữ nhi bất hiếu lập tức nước mắt nàng rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Thiệu Đăng Vân chấp chấp mắt, nước mắt tuôn rơi, hối hận vì năm đó không nên nghe theo lời của Nhi Tử. Thiệu gia có thiếu ăn thiếu mà cũng không muốn để cho nữ nhi đi vào cửa phú quý kia. chương 2333, số đến tự sát. Ông ta khom lưng nâng nàng dậy, đứng lên đi, đứng lên đi. Là phụ thân có lỗi với con, con mau đứng lên đi, để cho phụ thân nhìn kỹ con xem nào. Ông ta nâng nữ nhi dậy, Hai cha con người khóc người rơi lệ, tướng lĩnh bên cạnh đều tự giác lui xuống. Không sao là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Bản thân Thiệu Đăng Vân khóc nhưng vẫn an ủi nữ nhi. Nhìn thấy mẫu thân khóc, hai tử cũng không nhịn được khóc giống lên, chạy tới ôm lấy mẫu thân. Thiệu Liễu Nhi nghe tiếng thì quay đầu, lau nước mắt và vội vàng kéo con tới chính